chương 802 Âm âm Thiên địa rung mạnh, đại địa rung đẩy Trong sơn cốc vô số núi đá triển khai Thần quan kiếm quan tung hoành Để cho đỉnh núi xa xa cũng bị tiêu diệt Thoáng như cảnh tượng diệt thế Ba nửa bước vương giả kia tuy thực lực không tệ Nhưng mà sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam Đang Khương Tư Nam oanh ra một quyền Như một mặt trời kim sắc nổ tung Trực tiếp nổ nát kim thương trong tay nửa bước yêu vương hơn nữa oanh bạo toàn bộ linh khí phòng ngự trên người hắn. Ông, nhân tộc nửa bước vương giả tế lên một trống trận, tản mát ra sát âm, phản phất như có thiên quân vạn mã lao nhanh, trấn áp về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, tóc dài rối tung, cả người như một chiến thần, căn bản không bị sát âm quấy nhiễu, một cước đá ra, quang mang màu vàng bao phủ khắp nơi, trực tiếp đá nát trống trận. Phanh, một nửa bước yêu vương khác trên người có chiến giáp, cũng lập tức nát bấy. Ba nửa bước vương giả tuy tu luyện thần thông đỉnh cấp, nhưng mà một thân linh khí cường đại nhất cũng không quá đáng là chuẩn vương phẩm, không có linh khí vương phẩm, căn bản là không tạo thành được uy hiếp gì với Khương Tư Nam. Các ngươi không phải giết người cướp của sao? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, oanh ra một quyền, kim sắc gần sóng nhộn nhạo, ba người đồng thời rung mạnh, trực tiếp bị oanh phi. Người đến cùng là người nào? thông thiên cảnh sơ kỳ yêu tộc, coi như là yêu thần truyền nhân yêu nguyên giả cũng không có lợi hại như vậy. Người rốt cuộc là ai? Cường giả yêu tộc diện một hung ác nham hiểm kia, giờ phút này thất kinh, ở đâu còn hung hăng càng quấy bá đạo như trước kia? Ta là ai? Ngươi vừa rồi không trả đã nói sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, hóa thành một tia chớp kim sắc, trực tiếp quét ngang ra một chân, tươi sống đá chết một nửa bước yêu vương. Ngươi là... Ngươi là Khương Tư Nam Còn lại một nửa bước yêu vương cùng một nửa bước vương giả nhìn nhau Đều nhìn ra thần sắc sợ hãi trong ánh mắt đối phương Bọn hắn thật không ngờ Muốn cướp bất kỳ lan nguyên quả Vậy mà cướp đến trên người Khương Tư Nam Bọn hắn là biết rõ Tên sát tinh này vừa đột phá đến thông thiên cảnh Liền trực tiếp giết hơn 10 nửa bước yêu vương Ba người mình đủ xem sao Tha ta Ta không dám cùng ngài đối đầu nữa Nể tình ta là nhân tộc Tha ta trong ánh mắt nhân tộc nửa bước vương giả kia lộ ra một tia chờ mong, liền vội xin tha. Nhưng mà Khương Tư Nam căn bản không nói gì, ánh mắt lạnh như băng, hắn ghét nhất đúng là loại mặt hàng giết người cướp của này, nếu gặp, tự nhiên không thể đơn giản buông tha. Cũng không lâu lắm, còn lại hai nửa bước vương giả đã bị Khương Tư Nam cường thế đuổi giết, huyết rơi vải trời cao, trước khi chết trong ánh mắt đều mang theo hối hận, hoảng sợ cùng thần sắc khó có thể tin. Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, trực tiếp xoáy lên ba cái trữ vật giới chỉ thu vào. Ở chỗ này trì hoãn hơi lâu, cũng không biết thuần dương chi địa kia có bị người chiếm cứ hay không. Khương Tư Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang, trực tiếp bay lên trời, bay về phía thuần dương chi địa gần nhất. Rầm rì. Khương Tư Nam đáp mây bay đi, vừa lúc đó, tiểu hồng điểu hoàng nhi ở trong lòng ngực của hắn hình như là tỉnh ngủ rồi, vỗ cánh bay lên, rơi vào trên đầu Khương Tư Nam. Rầm rì rầm rì. Hoàng Nhi nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt linh động tràn đầy thần sắc đáng thương. "Hoàng Nhi, ngươi đây là?" "Đói bụng." Khương Tư Nam hơi sững sờ, cả buổi mới kịp phản ứng, Hoàng Nhi ý tứ dĩ nhiên là đói bụng. Quả nhiên, Hoàng Nhi liên tục gật đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Khương Tư Nam. "Thế nhưng mà, ngươi ăn cái gì? Không phải là ăn côn trùng chứ?" Khương Tư Nam mỉm cười, có chút ác thú vị nói. "Rầm rì rầm rì." hoàng nhi bay lên cánh vung vung vẫy vẫy muốn biểu đạt ra đồ vật nó thích ăn nhưng mà phí hết cả buổi khương tư nam cũng không có thể hiểu được đến cuối cùng hoàng nhi có chút ủ rũ một bộ ta bị ngươi đánh bại đã có bỗng nhiên con mắt khương tư nam sáng ngời trong tay hạo quan lập lòe lấy ra mấy chục viên linh đan từ thất bát phẩm đến tuyệt phẩm thậm chí là linh đan chuẩn vương phẩm cũng có còn lấy ra mấy chục viên linh thạch tuyệt phẩm ba viên thuần dương đan những vật này phiêu phụ ở trước mặt Khương Tư Nam, hắn nói. Hoàng Nhi, ngươi nhìn xem trong này có đồ vật ngươi thích ăn hay không? Con mắt Hoàng Nhi liền sáng, chớp cánh vội vàng lao lên. Những linh đang dưới cửu phẩm kia, Hoàng Nhi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hất qua một bên, nó nuốt mấy viên linh đang tuyệt phẩm, một bộ vui sướng, sau đó lại gặm hai khối linh thạch tuyệt phẩm, cuối cùng nó ôm ba viên thuần dương đang còn lại, về một cái, lẻn vào trong ngực Khương Tư Nam, thư thư phục phục nằm xuống. Hoàng Nhi cũng không có ăn ba viên thuần dương đan, nhưng mà Khương Tư Nam chứng kiến thuần dương đan bắt đầu hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, dung nhập đến trong cơ thể Hoàng Nhi, để cánh chim của nó thoạt nhìn càng tươi đẹp. Ăn hết nhiều đồ vật như vậy, Hoàng Nhi cũng rất thỏa mãn ghé vào trong ngực Khương Tư Nam, nằm ngáy o to. Cái này, cái này thật đúng là cái gì cũng ăn. Chỉ lấy tốt ăn. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, trong ánh mắt nhìn Hoàng Nhi lộ ra vẻ cưng chiều. Tên tiểu tử này đi theo hắn, phản phất như khơi gợi lên địa phương mềm mại nhất trong nội tâm Khương Tư Nam. Khương Tư Nam đối với Hoàng Nhi luôn có một loại cảm giác thân thiết không hiểu. Dùng tốc độ của Khương Tư Nam, rất nhanh liền bay đến chỗ thuần dương chi địa gần nhất. Khương Tư Nam thu liễm khí tức trên thân, bước về phía trước. Hắn thấy được trên đỉnh núi phía trước, có một tế đang kỳ dị, lưu động lấy thần quan sáng chói, thoạt nhìn cực kỳ thần bí, chỗ đó là thuần dương chi địa. Oanh. Nhưng còn không có đợi hắn tới gần, hắn liền nghe được một tiếng nổ mạnh nặng nề truyền đến, lập tức để cho trong nội tâm Khương Tư Nam trầm xuống. Xem ra thuần dương chi địa này đã bị người phát hiện, cũng không biết bây giờ là tình hình như thế nào. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đi xem một chút. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó, thanh âm càng ngày càng rõ ràng truyền đến, phản phất như có người công kích trận pháp. Khương Tư Nam chứng kiến trên đỉnh núi có kiếm quan sáng chói lập lòe, bóng người bay múa, không ngừng phát động công kích. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, chuyển một cái phương hướng, giá yêu vân lặng lẽ bay đến trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một bình đài cực kỳ bằng phẳng, phản phất như bị người dùng thần kiếm lột bỏ một nửa sơn thể, bóng loáng như kính. Ở phía trên sừng sững lấy một tòa tế đàn cự đại Cái tế đàn này cao trên trăm trượng Dùng bảo khoáng thần bí xây thành Lưu động khí tức tuế nguyệt cổ xưa mà bàn bạc, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mà tế đàn bị một trận pháp khổng lồ bao phủ, ở đây đã xuất hiện trên trăm cường giả thông thiên cảnh, mười mấy nửa bước vương giả, đều đang thi triển thần thông cùng linh khí cường đại, công kích trận pháp khổng lồ kia. Vừa rồi Khương Tư Nam cảm nhận được thanh âm âm âm, đúng là mọi người cưỡng ép phá trận công kích truyền tới. Trên tế đàn này là ngọc giảng địa đồ ghi lại thuần dương chi địa rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cũng lộ ra thần sắc kích động hắn bắt đầu dò xét cẩn thận tòa tế đàn kia bên ngoài bao phủ trận pháp hào quang giống như đều cùng phù văn khắc trên tế đàn có quan hệ ở trên tế đàn có rất nhiều văn lạc huyền ảo tản ra sáng bóng thần bí lẫn nhau đang vào thần quang sáng chói mà mênh mông tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ khương tư nam suy đoán tòa đại trận này ít nhất cũng là linh trận vương phẩm chỉ dựa vào những người này đến công kích không có vài ngày căn bản là không cách nào công phá nhưng mà khương tư nam giờ phút này lông mày nhăn lại đã hơi giãn ra dĩ nhiên là phụ văn cổ tự tạo thành trận pháp thuần dương chi địa này là chuyên môn lưu lại cho ta sao trong nội tâm khương tư nam cười hắc hắc ánh mắt tỏa sáng trên tế đàn khắc phụ văn huyền diệu người khác khả năng nhận không ra nhưng mà hắn là biết thanh thanh sở sở cùng phụ văn cổ tự mình ở thần ma cổ chiến trường gặp được giống như đúc hôm nay nguyên thần của mình dung hợp hơn vạn phù văn cổ tự nếu là linh trận vương phẩm có lẽ hắn rất khó phá nhưng mà phù văn cổ tự hình thành linh trận vương phẩm với hắn mà nói thật đúng là không phải độ khó gì hơn nữa hắn thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào trong tế đàn khương tư nam tâm niệm hơi đổi rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp tiến vào trong tế đàn người nơi này mặc dù nhiều nhưng mà chỉ cần hắn có thể sớm tiến vào trong tế đàn thuần dương chi khí trong ấy có thể nói tất cả đều là của mình ồ lại vẫn có người quen ánh mắt của khương tư năm lóe lên hắn chợt thấy ở trong đám người trước nhất huyết ma tông nhị thái tử huyết bào phần phật trong tay hào quang sáng chói đó là một thanh cổ kiếm vô cùng sắc bén đang mãnh liệt công kích trận pháp mà ở bên cạnh hắn là mấy huyết ma tông trưởng lão tu vi vô cùng cường đại đều là nửa bước vương giả khí tức như uyên như biển so với ba tán tu nửa bước vương giả mình chém giết thì mạnh hơn nhiều lắm. Ngoại trừ huyết ma tông nhị thái tử ra, Khương Tư Nam còn chứng kiến mấy thiếu nữ mặc váy đen, cả đám dung nhan xinh đẹp, sắc nước hương trời, dáng người thước tha mềm mại, da thịt như ngọc ống ánh, vậy mà giống như ma nữ, đều là đệ tử U Minh Cung, để cho Khương Tư Nam có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đệ tử U Minh Cung, tất cả đều là thiếu nữ tịnh lệ như thế. Hắn chỉ đại khái nhìn một chút, liền lặng lẽ lách qua đám người công kích. Những người này dùng huyết ma tông nhị thái tử cầm đầu, tất cả mọi người công kích về một chỗ, thần quan phun trào, âm ầm nổ mạnh, hào quang trận pháp rung rẩy, nổi lên từng mảnh rung động. Dùng ánh mắt của Khương Tư Nam, cũng có thể thấy được, khối khu vực này là điểm bạc nhược yếu kém của trận pháp, cho nên mọi người mới tập trung công kích. Nhưng mà bởi như vậy, liền cho Khương Tư Nam thời cơ lợi dụng. Khương Tư Nam lặng lẽ thi triển Già Thiên Bí Thuật che đậy thân hình của mình, lách qua đám người, đi tới một bên khác của tế đàn. Tại đây không ai có thể chứng kiến, vừa vặn thuận tiện Khương Tư Nam phá trận đi vào. Dung Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kim quang sáng chói, trong nguyên thần của hắn có vô số hình vẽ thần bí thoáng hiện, thời gian dần qua cùng trận pháp trước mắt tạo thành cộng minh, ngay cả chấn động cũng bắt đầu gần như nhất trí. Cái này là phù văn cổ tự liên hệ, phụ văn cổ tự giống nhau có hiệu quả dung hợp kỳ diệu hôm nay khương tư nam phản phất như một viên phụ văn cổ tự huyền diệu đương nhiên có thể rất dễ dàng dung nhập vào trong trận pháp thân thể lập tức tiến vào trong trận pháp biến mất không thấy ông hào quang trận pháp nổi lên rung động nhàn nhạt trong ánh mắt huyết ma tông nhị thái tử lộ ra một tiên nghi hoặc thần thức buông ra nhìn quét bốn phía nhưng không có phát hiện gì kỳ quái ta như thế nào cảm giác được giống như có đồ vật gì đó tiến vào trong trận pháp nhĩ huyết ma tông nhị thái tử thì thào lẩm bẩm hắn tóc đỏ rối tung thân mặt huyết bào huyết sát kiếm trong tay tản ra hào quang sắc bén không ngừng công kích đại trận nhưng mà ngay vừa rồi hắn bỗng nhiên cảm giác được giống như có đồ vật gì đó tiến nhập trong tế đàn nhưng mà thần thức tìm tòi một vòng lại không có phát hiện gì mặc kệ bảo vật trong tế đàn này đều là của ta nếu ai dám cùng ta đoạt ta liền để cho hắn chết. Huyết ma tông nhị thái tử càng rỡ cười cười, lại dơ lên huyết sát kiếm, tiếp tục công kích trận pháp bên ngoài tế đàn. Mấy thiếu nữ mặc hắc y, dung nhan xinh đẹp, nhưng mà tu vi đều cực kỳ thâm hậu, đạt đến thông thiên cảnh, giờ phút này dưới sự dẫn dắt của một nữ tử xinh đẹp hơn 20 tuổi, từ một phương hướng khác công kích trận pháp. Nữ tử xinh đẹp như là sư tỷ của bọn thiếu nữ này, tu vi đã đạt đến thông thiên cảnh viên mãn, Giờ phút này trong tay có một thanh trường kiếm tuyết trắng, tản ra sáng bóng lạnh như băng, mỗi một kiếm chém ra, đều phát ra khí tức băng hàng thấu xương, phản phất như muốn đông lại vạn vật, lạnh tận xương tủy. Thân hình của nàng cực kỳ lã lướt, da thịt tuyết trắng tản ra sáng bóng như ngọc, ở trong xa y như ẩn như hiện, có một loại hấp dẫn cực hạn. Tóc dài như thác nước, con người như hát bảo thạch, cái mũi nhỏ cao cao, miệng nhỏ nhắn hồng nộn, không một không biểu hiện ra, đây là một tiên tử xinh đẹp đến mức tận cùng trên trán của nàng có mồ hôi sắc mặt bởi vì pháp lực tiêu hao quá độ mà xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt giờ phút này nàng đối với một đám thiếu nữ nhỏ giọng nói các vị sư muội trong tế đàn này nếu ta đoán không sai hẳn là một thuần dương chi địa có đại lượng thuần dương đang đến lúc đó pháp lực trong cơ thể chúng ta trải qua thuần dương đang tẩy luyện âm dương giao tế đều có thể có tăng lên rất lớn mọi người thêm chút sức bên cạnh một thiếu nữ chất phát đáng yêu khanh khách một tiếng nói tam sư tỷ nói không sai nếu thật là thuần dương chi địa tam sư tỷ nhất định có thể một lần hành động đạt tới nửa bước vương giả đến lúc đó cũng có thể mang mọi người chúng ta ở trong thượng cổ di tích tìm được càng nhiều bảo vật nữa nữ tử xinh đẹp kia tên là trung tuệ mà thiếu nữ chất phát tên là vương giao đều là đệ tử u minh cung giờ phút này trung tuệ nhàn nhạt nhìn thoáng qua huyết ma tông nhị thái tử ở xa xa nói Giao nhi, chờ một lát không nên tùy tiện làm việc Thánh nữ cùng đại sư tỷ đều không có ở đây Chúng ta không đối phó được huyết ma tông nhị thái tử Cho nên tận lực điều thấp làm việc Vương Giao cũng nhìn huyết ma tông nhị thái tử một chút Trong con người xinh đẹp hiện lên một tia chán ghét Nhỏ giọng nói Tên dâm tặc này, ỷ vào ca ca của hắn lợi hại Không biết tai họa bao nhiêu nữ tử Chờ tu vi ta vượt qua hắn Nhất định phải thu thập hắn Hư, nhỏ giọng một chút Giao Nhi. Trung Tuệ cười khổ một tiếng nói. Giao Nhi, nơi này chính là thượng cổ di tích, ngươi không nên nói lung tung, nếu như bị huyết ma tông nhị thái tử nghe được, chúng ta sẽ phiền toái, trước khi tìm được thánh nữ cùng đại sư tỷ, tận lực điều thấp, biết không? Vâng, tam sư tỷ. Vương Giao ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó gọi một đám sư tỷ muội tiếp tục công kích đại trận. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam đã tiến vào trong tế đàn. Tòa tế đàn này cao trăm trượng, toàn thân dụng bảo khoáng cổ xưa đúc thành, lưu động lấy hào quang tuế nguyệt pha tạp, khí tức cổ xưa mà trầm trọng, phía trên khắc lấy rất nhiều văn lạc huyền diệu, lẫn nhau đang vào, cấu thành vô số phù văn cổ tự. Tất cả phù văn cổ tự tạo thành đại trận bên ngoài tế đàn, lưu động lấy hào quang thần bí, cực kỳ cường đại. Mà Khương Tư Nam, giờ phút này đã đứng ở trên tế đàn, nhìn cái ao trước mắt hào quang lập lòe, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động thuần dương Đan trì. Quả nhiên là thuần dương Đan trì, không nghĩ tới trong thượng cổ di tích này, thậm chí có tạo hóa như thế, xem ra tu vi của ta lại có thể lần nữa tăng lên. Khương Tư Năm nhẹ giọng tự nói, hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra miêu tả của thuần dương Đan trì. Thuần dương Đan trì này, ít nhất cũng cần cường giả hoàng đạo mới có thể bố trí ra, chính là lợi dụng đại trận huyền diệu, lựa chọn một chỗ chí dương chi địa, thông qua cuồng cuồng không dứt từ trong hư không rút ra thuần dương chi khí, hình thành một ao hội tụ thuần dương đan, được xưng là thuần dương đan trì. Thuần dương đan trì này có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu thuần dương chi khí, cô động thuần dương đan, nhưng mà thủ pháp bố trí đã sớm biến mất ở một vạn năm trước, chân cương giới bây giờ ngay cả cường giả hoàng đạo cũng không có, cho nên rất nhiều người không nghe nói qua thuần dương đan trì. Mà thuần dương đan trì trước mắt, tuy chỉ có phương viên hơn 10 trượng, mờ mịt lấy sương mù thuần trắng bất nhiễm, thuần dương chi khí bàn bạc từ trong đó tràn ra, Khương Tư Nam thậm chí có thể chứng kiến trong đan trì rậm rạp chặn chịch thuần dương đan, từng viên như tinh thần, sáng chói chói mắt. Trải qua vô số năm tích lũy, thuần dương đan trong thuần dương đan trì này, không biết có mấy chục vạn viên, đây cũng là vương giả không biết, bằng không thì thuần dương đan trì này tuyệt đối sẽ khiến cho vô số vương giả huyết chiến tranh đoạt. Nhiều thuần dương đan như vậy, tất cả đều là của ta. Khương Tư Nam cười hắc hắc, ánh mắt khẽ động, cũng không có sốt ruột tiến vào trong thuần dương đan trì, mà vòng quanh tế đàn đi một vòng, sau một lát, trong tay lóe ra từng sợi hào quang. Phù văn cổ tự áo nghĩa huyền diệu ở trong lòng của hắn chậm rãi chảy xuôi, đồng thời đại la trận điển trôi nổi, tản mát ra tử khí thần bí, tôn quý mà đại khí. Hôm nay Khương Tư Nam chỉ là trận pháp tông sư, muốn đạt tới trận đạo vương cảnh, còn không biết muốn bao lâu, Khương Tư Nam suy đoán, có lẽ chỉ có mình chính thức đột phá đến vương thiên cảnh, mới có thể tấn thăng làm trận vương. Cho nên hắn hôm nay cũng không cách nào bố trí ra linh trận vương phẩm. Bất quá có đại la trận điển là linh khí vương phẩm tương trợ, tăng thêm bản thân hắn dung hợp hơn vạn phù văn cổ tự, ngược lại có thể mưu lợi dùng phù văn cổ tự, bố trí ra linh trận vương phẩm cường đại. Ông! Hai tay khương tư nam giao thoa kết ấn, tản mát ra quang mang màu vàng, viên viên phù văn cổ tự trong đầu ngón tay của hắn bay ra, ở trong hư không giao thoa, kéo lê từng đạo ánh sáng thần bí ngay sau đó Khương Tư Nam lấy ra mười mấy món linh khí tuyệt phẩm, ở trong hư không phân loại thập phương, cùng phụ văn cổ tự tương dung. Theo thời gian trôi qua, trong hư không đại đạo thần bí càng ngày càng nhiều, cuối cùng huyển hóa thành một tấm lưới ánh sáng, trong đó phản phất như có ngũ hành kiếm mang lưu động, hơn nữa có một cổ khí tức chí dương chí cương trấn áp, đường hoàng to lớn, vô cùng tôn quý. Ngưng Khương Tư Nam quát nhẹ một tiếng, trong nhãn quan lóe lên điện mang, một linh trận vương phẩm vô cùng cường đại bị hắn bố trí ra, bao phủ ở bên ngoài thuần dương đang trì, hóa thành một kết giới thần quan. Hắc hắc, đại trận bên ngoài tế đang chỉ là linh trận vương phẩm phòng hộ, mà ta bố trí ngũ hành chí dương kiếm trận chính là sát trận, hơn nữa ngụy trang thành trận pháp phòng ngự, không biết đám người bên ngoài kia có thể nhìn ra hay không. Bất quá coi như nhìn ra, không có 10 ngày nửa tháng, chỉ bằng những người bên ngoài kia là đừng nghĩ công phá. Khương Tư Nam tự tin cười, hắn mượn đại la trận điển cùng phù văn cổ tự bố trí linh trận vương phẩm này, chính là một tòa sát phạt đại trận, coi như là đối với vương giả, cũng có thể tạo thành phiền toái không nhỏ, chứ đừng nói những cường giả thông thiên cảnh bên ngoài. Phốc Khương Tư Nam nhảy vào trong thuần dương đan trì, phiến đan trì này cũng không tính quá sâu, đại khái chỉ không đến 10 trượng. Khương Tư Nam vừa mới đi vào trong thuần dương đan trì, liền cảm giác được thuần dương chi khí bàn bạc, dũng mãnh vào tứ chi bách hải của hắn, để cho hắn nhìn không được trên rỉ. Thoải mái. Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, hai mắt hắn nhắm lại, khóe miệng chứa đựng một tia mỉm cười thản nhiên, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân tản ra kim quan nhàn nhạt, trong suy nghĩ tạp niệm bị loại trừ, hắn xa vào trong tu luyện. Hô! Hô! Khương Tư Nam hô hấp vững vàng mà kéo dài, lỗ chân lông toàn thân hắn giãn ra, nhất là không gian huyệt khiếu được mở mang, như bốn vạn chín ngàn thần đăng, điểm điểm kim quang sáng chói, hóa thành vòng xoáy kim sắc, bắt đầu thôn vệ thuần dương chi khí bàn bạc chung quanh. Thuần dương chi khí chính là một loại năng lượng đẳng cấp cao, được xưng là linh khí tiếp cận tiên giới nhất, một tia thuần dương chi khí là ngàn vạn lần một tia thiên địa linh khí, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đối với Khương Tư Nam hiện tại mà nói, coi như là linh thạch tuyệt phẩm, đối với hắn hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thuần dương chi khí mới có thể thỏa mãn tu luyện của hắn. Thuần dương chi khí bắt đầu tẩm bổ toàn thân Khương Tư Nam, cốt cách, huyết dịch, kinh mạch, cờ bắp của hắn càng ống ánh, trong cơ thể cơ hồ biến thành vàng rồng, càng chắc chắn, có một loại sáng bóng thần bí lưu động, trong ngoại nhất thể, kiên mà không thúc. Hơn nữa trong thức hải của Khương Tư Nam, bên ngoài nguyên thần kim nhân bao phủ thuần dương ngọc hoàng thần quang, phản phất như đang phát triển, theo hắn không ngừng thôn phệ thuần dương chi khí, thuần dương ngọc hoàng thần quang cũng bắt đầu trở nên rõ ràng cùng nồng đậm. Tu vi của hắn vững chắc, thông thiên cảnh sơ kỳ trở nên càng kiên cố, hơn nữa vẫn còn tiến lên. Đã trải qua cửu trọng thiên kiếp, nhất là tâm ma kiếp tẩy luyện, cảnh giới nguyên thần của Khương Tư Nam đã đạt đến thông thiên cảnh cực hạn, coi như là cách vương thiên cảnh, cũng chỉ kém một tia. Cho nên đối với hắn hôm nay mà nói, giống như hồ nước đã đào tốt rồi, chỉ cần liên tục không ngừng rót nước vào là được, ở trước khi nước không có đổ đầy, cơ hồ không có bình cảnh gì tồn tại. Cho nên đối với Khương Tư Nam hôm nay mà nói, chỉ cần có năng lượng cuồn cuồng không dứt, có thể trực tiếp đánh tới thông thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí tiến vào nửa bước vương giả. 3. 3. 3. Trên người Khương Tư Nam, truyền ra tiếng vang trang đậu, có một loại đạo vận tràn ngập, thuần dương chi khí vô cùng bàn bạc, bạc, lập tức liền giải khai bình chướng của không gian huyệt khiếu. 4 vạn 9 ngàn bốn vạn chín ngàn lẻ hai, bốn vạn chín ngàn một trăm, bốn vạn chín ngàn hai trăm. Theo Khương Tư Nam không ngừng thôn phệ thuần dương chi khí, không gian huyệt khiếu trong cơ thể hắn không ngừng được mở mang ra. Oanh! Khương Tư Nam như một cái động không đáy, cả người phản phất như hóa thành vòng xoáy kim sắc, khắp thuần dương đang trì nhất lên một hồi linh khí phong bạo, cuồn cuộn không dứt chen chút về phía Khương Tư Nam. Xích hà mịt mờ lưu động, khí lạnh bốc hơi, hoàn toàn bao vây Khương Tư Nam lại. Thời gian một ngày một ngày đi qua, bọn người huyết ma tông nhị thái tử một mực công kích linh trận vương phẩm, mãi cho đến ngày thứ sáu, tòa linh trận vương phẩm này vẫn ngăn không được nhiều người như vậy công kích, âm âm vỡ vụn. Rốt cục công phá. Có thể được linh trận vương phẩm cường đại như thế thủ hộ, trong tế đàn này nhất định có trọng bảo khó lường. Trong ánh mắt huyết ma tông nhị thái tử lộ ra một tia kích động. Trong tay hắn cầm huyết sát kiếm, có thể nói là linh khí vương phẩm đỉnh cấp, nếu là linh trận vương phẩm bình thường, ở dưới nhiều người như vậy công kích đã sớm phá vỡ, mà tòa linh trận vương phẩm này lại trọn vẹn dùng 5 ngày, có thể thấy được nó cường đại. Trận pháp càng cường đại, nói rõ đồ vật trong đó càng khó lường, trong ánh mắt huyết ma tông nhị thái tử lộ ra một tia kích động, vội vàng mang theo một đám trưởng lão, bay về phía trên tế đàn. Mọi người xông lên, trên tế đàn nhất định có bảo vật trân quý đến cực điểm, xem xem ai có thể đạt được tiên duyên ai là người được thiên đạo chiếu cố. Có người trống lớn một tiếng, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, thần sắc kích động, bay về phía trên tế đàn. Tam sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi, nơi này chính là bảo địa có thuần dương đan, đi trễ sẽ bị người khác cướp sạch. Vương Giao cũng hoang hô tung tăng như chim sẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vẻ kích động, lôi kéo chung tuệ muốn đi theo mọi người xông lên. Tốt! Chúng ta cũng đi, bất quá chư vị sư muội nhất định phải cẩn thận, nếu có thể có được thuần dương đang đương nhiên tốt, không lấy được cũng không có gì, hết thảy dùng an toàn của mình làm trọng. Trung tuệ nhìn mọi người phân phó một tiếng, mười thiếu nữ U Minh Cung đều hưng phấn đáp ứng, sau đó cùng trung tuệ bay đi. Đây là thời điểm mọi người bay tới trên tế đàn, lại trợn tròn mắt, ở trước mặt bọn họ là một kết giới hào quang sáng chói, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó lưu động lấy ngũ hành kiếm mang, hơn nữa có một loại khí tức đường hoàng to lớn, để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đây cũng là một tòa linh trận vương phẩm. Chuyện gì xảy ra? Mọi người lập tức có chút nhục chí, thật không ngờ thời điểm tràn ngập hy vọng, muốn cướp đoạt bảo vật lại bị một tòa linh trận vương phẩm chặn. Ở trong đó buồn bực nhất đúng là huyết ma tông nhị thái tử rồi, kỳ vọng của hắn lớn nhất, hiện tại thất vọng cùng phẫn nộ tự nhiên cũng lớn nhất. Công kích cho ta, linh trận vương phẩm bên ngoài cũng bị công phá. Ta không tin tòa linh trận vương phẩm này còn có thể đỡ nổi ta." Huyết Ma Tông Nhị Thái tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô lên. "Nhị Thái tử, tòa trận pháp này có cổ quái." Thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục phá trận, bên người Huyết Ma Tông Nhị Thái tử, một lão giả râu tóc bạc trắng, dung nhan quắc thước, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, chậm rãi nói. "Cổ quái? Cái gì cổ quái?" Trong ánh mắt Huyết Ma Tông Nhị Thái tử lộ ra một tia nghi hoặc, Hắn cũng biết, lão giả này là một vị trận pháp tông sư, tạo nghệ trận pháp sâu đậm, đối với ý kiến của hắn huyết ma tông nhị thái tử vẫn rất xem trọng. Nhị thái tử, tòa trận pháp này không phải linh trận vương phẩm ở thời kỳ thượng cổ. Ánh mắt lão giả sáng quắc nhìn kết giới trước mắt, chậm rãi nói. Tuy tòa linh trận vương phẩm này cũng dùng phù văn thần bí thời kỳ thượng cổ bố trí, nhưng lại che giấu không được chấn động trong đó, đây là một linh trận vương phẩm vừa bố trí không lâu, luận thời gian có lẽ không cao hơn 5 ngày. Cái gì? Không chỉ huyết ma tông nhị thái tử, ngay cả mọi người chung quanh cũng chấn kinh rồi. Nếu tòa linh trận vương phẩm này thật là có người ở trong vòng 5 ngày bố trí xuống, đây chẳng phải là nói thời điểm bọn hắn vẫn còn cường lực phá trận, đã có người bất tri bất giác tiến vào. Nói như vậy, thần bí nhân bố trí tòa đại trận này đã ở trước mặt mọi người tiến vào, cũng có khả năng trọng bảo trên tế đàn đã bị thần bí nhân nhận được chẳng lẽ là tia chấn động năm ngày trước kia? Trong ốc huyết ma tông nhị thái tử xẹt qua một tia ánh sáng, lập tức nhớ tới năm ngày trước, mình cảm giác được hào quang trận pháp xuất hiện chấn động, hình như là có người tiến nhập trong tế đàn, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà hôm nay xem ra, thật đúng là có người tìm nhập vào tế đàn rồi. Thần sắc của huyết ma tông nhị thái tử lập tức liền trở nên vô cùng âm trầm, thanh âm rét lạnh, tràn đầy sát cơ. Tốt, cũng dám đoạt bảo vật của bản thái tử bất kể là ai ta đều cam đoan ngươi nhất định phải chết hơn nữa là chết cực kỳ thê thảm mọi người thấy thần sắc của huyết ma tông nhị thái tử đều nhìn không được trong nội tâm lạnh ruông biết rõ thần bí nhân trong trận pháp khẳng định thảm rồi mọi người cũng không phải không có nghĩ tới người trong đại trận là một vương giả nhưng mà rất nhanh liền bài trừ dù sao vương giả có thân phận của mình nếu ngấp nghé bảo vật trong tế đàn căn bản không cần lén lút ẩn vào có thể quan minh chính đại phá trận đi vào, coi như là huyết ma tông nhị thái tử cũng không dám nói cái gì. Hôm nay là vùng trộm tiến đến, còn bố trí xuống một tòa đại trận ngăn trở đường đi của mọi người, hiển nhiên không thể nào là vương giả, như vậy người dưới vương thiên cảnh, đắc tội huyết ma tông nhị thái tử, kết cục tất cả mọi người có thể tưởng tượng được. Phá cho ta. Huyết ma tông nhị thái tử gào thét một tiếng, huyết sắc kiếm trong tay quan mang đại tác, tản mát ngàn vạn đạo huyết sắc quan mang, để cho ở giữa thiên địa bao phủ một tầng huyết quang, sát khí ngập trời, chém về phía ngũ hành chi dương kiếm trận. Oanh. Thần quang nổ tung, đại trận trước mắt nổi lên rung động nhàn nhạt, bắt đầu chấn động, nhưng mà ngay sau đó vô số kiếm quang từ trong đại trận bắn ra, ngũ hành chi khí lưu động, lập tức tịch cuốn về phía mọi người. Trong sương mù mịt mờ, kiếm quang tung hoành, lăng lệ ác liệt mà khủng bố, lập tức liền có mấy thông thiên cảnh đại yêu trốn tránh không kịp, bị kiếm quang cắn nát hóa thành huyết vụ. Không tốt. Đây là một sát trận, mọi người nhanh ngăn trở. Có người hét to một tiếng, tất cả mọi người vội vàng tế lên linh khí cường đại, huyển hóa ra hào quang phòng ngự, phòng ngự kiếm quan công giết. Ai cũng không nghĩ tới, thần bí nhân bên trong vậy mà vô sĩ như vậy, ngụy trang thành một tòa linh trận vương phẩm bình thường, nhưng mà trên thực tế dĩ nhiên là một vương phẩm sát trận. Phải biết rằng, trận pháp phòng ngự bình thường, cùng sát trận ở giữa khác nhau là rất lớn phòng ngự chi trận bình thường chỉ cần không ngừng công kích tiêu hao hết năng lượng của trận pháp liền có thể phá vỡ nhưng mà sát trận chính là hung thần chi trận nếu tùy tiện công kích đại trận chẳng những rất khó phá còn đụng phải trận pháp cắn trả gây ra sát cơ của trận pháp hiện tại là tình hình như vậy huyết ma tông nhị thái tử bị cắn trả là cường liệt nhất bất ngờ không đề phòng bị ngũ hành kiếm khí công dết tóc đen bị kiếm khí chạm nát nếu như không phải trên người hắn có chiến y phòng ngự cường đại, chỉ sợ cũng sẽ bị thương rất nặng. Hiện tại bộ dạng của huyết ma tông nhị thái tử thoạt nhìn cực kỳ chật vật, đầu đầy tóc đen tán loạn, trên gương mặt bị kiếm quan kéo lên một tia vết máu, mà trong ánh mắt của hắn thì đột nhiên bộc phát ra sát cơ như thực chất. Hắn triệt để phẫn nộ rồi, phổi cũng bị tức điên, cho tới bây giờ chỉ có nhị thái tử hắn khi dễ người khác, cướp bóc người khác, chôn giết người khác, nào có người dám đối với hắn như thế đã đoạt đồ đạc của hắn trêu đùa hắn hôm nay lại lừa bịp hắn người vô sĩ như vậy ngay cả nhị thái tử hắn cũng không nhịn nổi a à. vô luận ngươi là ai ta cũng cam đoan ngươi nhất định phải chết hơn nữa ta muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nhận hết thống khổ kêu trên mà chết ta cam đoan thanh âm của huyết ma tông nhị thái tử lạnh như băng trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát cơ vô tận phá cho ta huyết ma tông nhị thái tử lại cầm huyết sát kiếm vọt lên Lúc này bọn người huyết ma tông trưởng lão cũng bắt đầu nhao nhao thi triển thần thông cường đại, tế lên linh khí công kích về phía đại trận. Mà người những tu vi yếu thì không dám động thủ, sợ lại xúc động sát cơ của đại trận, không hiểu thấu bị kiếm quan chém giết. Tam sư tỷ, gia hỏa trong đại trận này quá vô sĩ rồi, ha ha ha, quả thực so với huyết ma tông nhị thái tử còn muốn vô sĩ, bất quá ta thích, chứng kiến người kia kinh ngạc, ta cũng cảm giác được rất khoan khoái dễ chịu tiểu nha đầu vương giao này, phản phất như cực kỳ không quen nhìn huyết ma tông nhị thái tử, giờ phút này nhìn chung tuệ cười hì hì nói. Thần bí nhân trong đại trận xác thực thần thông quảng đại, có thể lặng yên không một tiếng động xuyên thấu linh trận vương phẩm, hơn nữa bố trí ra một tòa đại trận như vậy, coi như là tu vi không có đạt tới vương thiên cảnh, nhưng mà rất có thể là một trận vương, người như vậy cũng không phải là huyết ma tông nhị thái tử có thể đối phó được. Trong ánh mắt chung tuệ hiện lên một tia cơ trí, nàng nhìn mười đệ tử U Minh Cung dặn dò. Nếu đại trận này bị phá vỡ, mọi người không nên ra tay lung tung, ta có cảm giác, thần bí nhân kia rất không tầm thường. Khẳng định rất không tầm thường. Có thể làm cho huyết ma tông nhị thái tử kinh ngạc, ta đoán nhất định là một thiếu niên thiên tài vô cùng yêu nghiệt, cũng không biết hắn lớn lên có đẹp trai hay không, có đạo lữ chưa, hi hi. Trong ánh mắt vương giao lộ ra vẻ hoa si, hi hi cười nói. Chớ hoa si, chuyên tâm phá trận đi. Chung Tuệ tức giận nhìn nàng một cái, cũng cùng mọi người chung một chỗ công kích. Mà giờ khắc này, ở trên không thượng cổ di tích, trong hư không, kim quang sáng chói. Một thanh niên người mặc kim giáp chiến y, dáng người cao to, bao phủ ở trong kim quang, thần bí mà uy nghiêm. Sợi tóc của hắn đều là kim sắc, không bị trói buộc trối tung ở sau ó, khuôn mặt anh Tuấn, phong thần như ngọc, nhất là đôi con ngươi kim sắc, sáng chói chói mắt phản phất như có thể khám phá hết thảy vô căn cứ, cho người một loại cảm giác uy nghiêm, phản phất như đối mặt thiên đế. Hắn đứng ở trong hư không, có một loại ý vị vô địch quan sát cửu thiên thập địa, hoành đẩy bát hoang lục hợp. Ở phía sau của hắn, có một đám cường giả mặt kim giáp, khí tức vô cùng cường đại, khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này tất cả đều có chút cúi đầu, phản phất như triều bái vương giả. Thanh niên kim giáp chiến y chứng kiến tòa tế đàn phía dưới, trong con người kim sắc bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang sáng chói. Có ý tứ, vậy mà nhanh như vậy liền phá vỡ trận pháp bên ngoài thuần dương đang trì. Thanh niên mặc kim giáp chiến y, ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi nói. Mà bên cạnh hắn, có một kim giáp trung niên nhân, nhìn tế đàn phía dưới, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, thanh âm lạnh lùng nói. Thiếu chủ, thuần dương đang trì này vốn là đồ đạc của chúng ta, muốn ta giết tất cả những người này hay không? Không vội thanh niên mặc chiến y nhàn nhạt nói. Thuần dương đang trì này không tính là chí bảo gì, nếu như vì ít đồ như vậy đánh trắng động cỏ, có thế sẽ không tốt. Mục tiêu của chúng ta là tinh tuyệt cổ thành, cùng với chí bảo mà tổ tiên lưu lại ở hạch tâm chi địa. Vậy thì cho bọn hắn sống nhiều hơn mấy ngày. Kim giáp trung niên nhân nhãn quan lóe lên, khí tức trên thân hắn mịt mờ mà cường đại, chỉ lộ ra một tia, lại để cho hư không chung quanh rung rẩy kim giáp trung niên nhân này dĩ nhiên là một vương giả mà thanh niên mặc chiến y ki tu vi đạt đến nửa bước vương thiên cảnh có thể làm cho một vương giả cung kính xưng một tiếng thiếu chủ có thể thấy được người thanh niên này lai lịch rất không tầm thường ha 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 kim phong chứng kiến mấy con sâu cái kiến này đánh cắp thuần dương đan trì của tổ tiên ngươi lại có thể nhìn thật đúng là khó được a à. vừa lúc đó trong hư không lóe lên hào quang một thanh niên mặc chiến y đồng dạng xuất hiện ở trong hư không, đằng sau đi theo hai vương giả khí tức mênh mông, tất cả đều vô cùng cường đại. Đây là một thanh niên thoạt nhìn có chút khôi ngô, cờ bắp từng cục, lượng lờ lấy kim quan sáng chói, khuôn mặt cương nghị, tự như một hoàng kim chiến thần. Hắn khí huyết sông lên trời, cực kỳ áp bách, hơi động một chút, liền để cho hư không chung quanh rung rung, phản phất như thiên địa cũng không chịu nổi khí tức của hắn. Mà hắn, giờ phút này nhìn về phía kim phong ánh mắt mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt là ngươi kim cương thiếu chủ ánh mắt kim phong lóe lên cũng không có vẻ gì ngoại ý muốn hắn thản nhiên nói ngươi không đi tin tuyệt cổ thành tới nơi này làm gì sự tình thuần dương đang trì không cần ngươi tới lắm miệng ngươi ánh mắt kim cương phát lạnh thần sắc của hắn lập tức lại khôi phục bình thường cười ha ha một tiếng nói kim phong ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm tổ tiên truyền thừa tất nhiên sẽ bị ta lấy được đến lúc đó ta sẽ trở thành thiếu tộc trưởng các ngươi những phế vật này tất cả đều phải phủ phục ở dưới chân của ta sau khi nói xong kim cương khinh thường nhìn kim phong trên người hào quang biến ảo cùng hai vương giả chung một chỗ biến mất ở trong hư không thiếu chủ kim cương này quả thực là quá cùng vọng hắn cho là hắn có thể dễ dàng như vậy đạt được tổ tiên truyền thừa sao trên mặt kim giáp trung niên nhân lộ ra một tia giận dữ nói kim phong cười nhạt một tiếng nói kim cương là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ tuổi hắn kỳ thật sớm có thể đột phá vương thiên cảnh rồi sở dĩ chậm chạp không đột phá chính là vì tổ tiên truyền thừa cho nên hắn nhìn như cuồng vọng hung hăng kỳ thực tâm cơ rất thâm trầm chúng ta không nên bị bề ngoài của hắn lừa bịp bất quá coi như hắn thiên tư mạnh hơn ta thì như thế nào tổ tiên truyền thừa chú ý chính là cơ duyên cuối cùng nhất chẳng biết hưu chết về tay ai, còn chưa biết được. Sau khi Kim Phong nói xong, không có tiếp tục xem tế đàn phía dưới, mà chân đạp Kim Vân, thần tình lạnh nhạt mà thông dong đi về phía xa xa, sau lưng một đám cường giả đều vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở giữa thiên địa. Âm âm. Phía dưới bọn người huyết ma tông nhị thái tử, cũng không biết sự tình phát sinh ở trên đỉnh đầu mình, như trước thi triển thần thông, công kích ngũ hành chí dương kiếm trận do Khương Tư Nam bố trí kiếm quan lập lòe, thần quan tung hoành, thiên địa ầm ầm nổ mạnh, Khương Tư Nam bố trí linh trận vương phẩm tuy cường đại, nhưng mà vẫn ngăn cản không nổi trên trăm nửa bước vương giả không ngừng công kích. Nhất là huyết sát kiếm trong tay huyết ma tông nhị thái tử, vô cùng cường đại, sát khí khủng bố nhuộm hồng cả nửa bầu trời. Lại mười ngày trôi qua, sắc mặt của huyết ma tông nhị thái tử cũng trở nên âm trầm, trong ánh mắt sát cơ vô cùng nồng đậm, trong lòng của hắn tràn đầy oán khí, hận không thể lập tức liền vọt vào, giết thần bí nhân vô sĩ kia. Không nên để cho ta biết rõ ngươi là ai, nếu không ta cam đoan, nhất định phải tru sát cả nhà, diệt sạch cửu tộc ngươi. Thanh âm của huyết ma tông nhị thái tử vô cùng rét lạnh, có thể thấy được hắn giờ phút này phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Âm âm. Kết giới của ngũ hành chí dương kiếm trận càng ngày càng mờ nhạt, tòa đại trận này dù sao cũng là khương tư nam vội vàng bố trí, không có linh khí cùng cùng không giúp duy trì, có thể ngăn cản nhiều ngày như vậy, đã nói rõ Khương Tư ở trên trận đạo cường đại rồi. Theo kết giới trận pháp bắt đầu trở nên bạc nhược yếu kém, tất cả mọi người có thể chứng kiến trên tế đàn, xuất hiện một cái ao mờ mịt lấy hào quang, có khí lưu màu ngà sữa nhàn nhạt lập lòe, hơn nữa bao phủ một thân ảnh thần bí. Quả thực có người nhanh chân đến trước. Tất cả mọi người thần sắc cổ quái, nhất là chứng kiến huyết ma tông nhị thái tử cơ hồ muốn điên cuồng, trong nội tâm đối với thần bí nhân này càng thêm bội phục cũng dám ở trong tay huyết ma tông nhị thái tự cướp đoạt bảo vật, thần bí nhân này thật đúng là lợi hại. Hắc hắc, chờ xem, một hồi khẳng định có một hồi long tranh hổ đấu, bất quá cái ao này là cái gì, bên trong hẳn là có chí bảo nào đó. Một hồi chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn cướp được một ít. Mọi người vẻ mặt khác nhau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, cũng càng phát ra mong đợi. Hao phí nhiều ngày như vậy, công phá hai vương phẩm đại trận, như vậy đồ vật bên trong khẳng định rất không tầm thường oanh vừa lúc đó một đám trưởng lão huyết ma tông tăng thêm huyết ma tông nhị thái tử đã phát động ra một kích cuối cùng lực lượng cùng bạo mang tất cả bác phương sát khí âm hàng để cho tất cả mọi người run rẩy cuối cùng ngũ hành chí dương kiếm trận như tấm gương lập tức hóa thành mảnh vỡ một cái ao thần bí phong cách cổ xưa Lượng lờ lấy sương mù xuất hiện ở trước mặt mọi người thuần dương chi khí thật nồng đậm cái này chẳng lẽ là thuần dương đang trì trong truyền thuyết sao? Có người hấp thu linh khí màu ngà sữa, lập tức cảm giác được toàn thân thư thái, phản phất như vũ hóa phi thăng, lập tức kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nóng bỏng. Cái gì? Dĩ nhiên là thuần dương đang trì. Đây chính là chí bảo trong truyền thuyết A, tụ lại thuần dương chi khí vô tận, hóa thành thuần dương đang, thường cổ di tích này lâu như vậy cũng không có bị mở ra, không biết bên trong ngưng tụ bao nhiêu viên thuần dương đang. Tất cả mọi người mắc lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ đều biết thuần dương đang trì trân quý, loại bảo vật này có thể cô động thuần dương đang, coi như là ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp cũng không có, đã sớm thất truyền rồi. Ha ha, tam sư tỷ, ngươi đoán không lầm, tại đây dĩ nhiên là thuần dương đang trì, đợi lát nữa chúng ta cũng có thể cướp được một ít thuần dương đang rồi. Vương giao hoang hô tung tăng như chim sẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy thần sắc kích động. Trong ánh mắt chung tuệ cũng có một tia kích động Bất quá nàng vẫn hít sâu một hơi Lôi kéo tay vương giao nói Không được hành động thiếu suy nghĩ Thần bí nhân trong thuần dương đang trì rất không tầm thường Ta xem huyết ma tông nhị thái tử chắc chắn sẽ không buông tha hắn Cả hai tầm đó tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến Mười mấy ngày nay Ở trong thuần dương đang trì Được vô số thuần dương đang chống đỡ Khương Tư Nam chẳng những vững chắc tu vi thông thiên cảnh sơ kỳ, còn một lần hành động đột phá đến thông thiên cảnh trung kỳ. Nếu không phải vì đám người huyết ma tông nhị thái tử đã công phá ngũ hành chí dương kiếm trận, Khương Tư Nam có nắm chắc, dựa vào những thuần dương đang này, có thể một lần hành động đạt tới thông thiên cảnh viên mãn. Nhưng mà, hôm nay hắn lại không thể không từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Ông. Thuần dương chi khí thuần khiết vô hạ, toàn thân Khương Tư Nam bao phủ một mảnh kim quang sáng chói, cả người bảo tướng trang nghiêm từng sợi thần hy nhập vào cơ thể, vần quanh thân hình, phụ trợ hắn giống như một tuyệt đại chân tiên. Chỉ là bộ dạng của hắn hôm nay, như cũ là hình dạng trung niên nhân bình thường, ở dưới già dạ thiên bí thuật che giấu, hắn chính là một yêu tộc đại năng. Cút ra đây cho ta. Huyết ma tông nhị thái tử cầm huyết sát kiếm trong tay, thời điểm hắn chứng kiến Khương Tư Nam trong thuần dương đang trị, oán khí cùng phẫn nộ động lại lâu như vậy, rốt cục như núi lửa phun trào, trong ánh mắt của hắn bắt đầu khởi động lấy sát cơ dày đặc huyết sát kiếm bộc phát ra huyết sát kiếm quang mênh mông chém về phía khương tư nam oanh ti máu bao phủ hư không tự như huyết sắc thần long ngang trời đánh tới sát khí sông lên trời tản mát ra một loại khí tức để cho mọi người tim đập nhanh đây chính là linh khí vương phẩm đỉnh cấp huyết sát kiếm hôm nay ở trong tay huyết ma tông nhị thái tử coi như không cách nào bộc phát ra toàn bộ uy năng nhưng cũng đã đầy đủ khủng bố rồi ông mà Khương Tư Nam ở trong thuần dương đang trì, hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo kim quan sắc bén, sắc mặt hắn trầm xuống, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc, lập tức liền tránh ra, lăng không hư đạp, cả người tản mát ra một loại khí thế vô tận. Huyết ma tông nhị thái tử. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Khương Tư Nam nhàn nhạt lên tiếng, như một tiếng sấm sét ở trong hư không nổ vang. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái, ở bọn hắn xem ra yêu tộc đại năng trước mắt tu vi bất quá là thông thiên cảnh trung kỳ nhưng mà dám cùng huyết ma tông nhị thái tử nói chuyện như thế hắn ở đâu ra tự tin hi hi cường giả yêu tộc này rất có ý tứ không biết hắn có chỗ dựa gì lại để cho hắn đối mặt huyết ma tông nhị thái tử mà mặt không đổi sắc như thế thật sự là chờ mong a à. trên khuôn mặt nhỏ nhắn của vương giao lộ ra dáng tươi cười hưng phấn mắt to sáng lóng lánh vẫn nhìn khương tư nam Sắc mặt huyết ma tông nhị thái tử phát lạnh, sắp tức điên, người trước mắt này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Hắn đã biết rõ mình là huyết ma tông nhị thái tử, lại vẫn dám cùng mình nói chuyện như thế. Người này thoạt nhìn rất bình thường, chính là một yêu tộc đại năng thông thiên cảnh, khả năng có một ít thủ đoạn kỳ dị, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào tế đàn, đoạt thuần dương đan trì của mình không nói, còn hung hăng càn quấy như thế cái này để cho huyết ma tông nhị thái tử lập tức không thể nhẫn nhịn tiểu tử ngươi thật là to gan chẳng những vụn trộm ẩn vào chiếm đoạt thuần dương đan trì của bản thái tử lại dám bố trí trận pháp cản trở ta ngươi thực sự có gan hôm nay mặc kệ ngươi hấp thu bao nhiêu thuần dương đan ta cũng cho ngươi nhổ ra hơn nữa sẽ để cho ngươi nếm đến thống khổ cực hạn nhất trong thiên địa thanh âm của huyết ma tông nhị thái tử vô cùng băng hàng sát cơ bắn ra bốn phía hắn vừa nghĩ tới những thuần dương đang bị khương tư nam hấp thu kia lập tức liền tâm thương yêu không dứt hận không thể tháo đối phương thành tám khối khương tư nam nhàn nhạt nhìn thoáng qua huyết ma tông nhị thái tử dễu cợt nói lá gan của ta từ trước đến nay rất lớn nhưng mà cũng không có kiêu ngạo như ngươi đại danh của huyết ma tông nhị thái tử ngươi ta là như sắm bên tai lớn nam bá nữ việc ác bất tận ma môn cũng bởi vì có người như ngươi mới có thể bị người trong thiên hạ phỉ nhổ hôm nay coi như ngươi không tìm ta ta cũng sẽ tìm ngươi trong lòng khương tư nam cũng động một tia sát cơ ở trong thần ma cổ chiến trường hắn không có vết huyết ma tông nhị thái tử này không nghĩ tới ở đây lại gặp được hơn nữa còn bá đạo trước sau như một hung hăng càng quấy trước sau như một chết đi cho ta huyết ma tông nhị thái tử lập tức cũng nhìn không được nữa trong ánh mắt sát cơ bùng lên vùng huyết sát kiếm chém về phía khương tư nam ông Quyết sát kiếm ông ông Chiến Minh, huyết quang tràn nập, phản phất như có một huyết ma dữ tận đáng sợ từ trong hư không u ám đi tới, toàn thân đều là kiếm quang sắc bén, nhè răng cười lấy đánh về phía Khương Tư Nam. "Chui linh khí phi kiếm này không tệ, ta muốn." Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, lập tức quanh ra một quyền. Kim quang chiếu rọi thập phương, hư không ông ông rung rẩy, trên nắm tay Khương Tư Nam bắn ra thần hy, thiên địa ầm ầm nổ mạnh, xuất hiện một nắm đấm kim sắc hơn nữa lập tức tăng vọt trên trăm trượng, phản phất như bao phủ điện mang rừng rực, ẩn ẩn có hỗn độn khí lưu động. Một quyền này uy lực ngập trời, Khương Tư Nam cảm giác được lực lượng của mình lại có chỗ tăng lên, lúc này đây không gian huyệt khiếu của hắn lại mở gần sáu ngàn, hao phí mấy vạn thuần dương đan, thuần dương đan trì này vô số năm tích lũy đều bị hắn hao phí hơn phân nửa, trừ mấy vạn viên thuần dương đan bị hắn lấy đi, trong thuần dương đan trì trước mắt, chỉ còn lại có trải rác mấy trăm viên. Oanh! kim quan thánh khiết mà thần bí, chí dương chí cương, đường hoàng to lớn, cùng kiếm quan của huyết sát kiếm chạm vào nhau, như cơn sóng gió động trời, ầm ầm nổ tung. Mà kim quan phản phất như là khắc tinh của huyết quan, theo huyết sát kiếm ngưng hình thành huyết ma cùng nắm đấm đối kháng, thân hình lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu trở nên trong suốt, hơn nữa nhanh chóng tan rã. Cuối cùng, huyết quan ở giữa thiên địa bị quét ngang không còn, mà một quyền này của Khương Tư Nam cũng thừa cơ oanh lên huyết sát kiếm. Phanh. Một tiếng nổ mạnh nặng nề truyền đến, huyết sát kiếm rung rẩy kịch liệt, một cổ lực lượng hùng hồn mênh mông, không cách nào ngăn cản truyền đến, sắc mặt của huyết ma tông nhị thái tử đại biến, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi, ở trong hư không bay ngược trên trăm trượng, mới đứng vững thân hình. Nhưng mà tay hắn cầm huyết sát kiếm đã cơ hồ chết lặng, rung rẩy kịch liệt, Cầm huyết sát kiếm cũng bất ổn. Làm sao có thể? Không chỉ huyết ma tông nhị thái tử, ngay cả trong ánh mắt mọi người cũng mang theo thần sắc khó có thể tin. Huyết ma tông nhị thái tử là ai? Tuy ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, rất nhiều người đều không thích, nhưng mà thiên phú là thật, hôm nay bất quá hơn 30 tuổi, liền đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, cộng thêm linh khí vương phẩm đỉnh cấp huyết sát kiếm, có thể nói coi như là nửa bước vương giả cũng có thể chém giết nhưng mà kết quả cuối cùng lại ngoài dự đoán mọi người yêu tộc đại năng trước mắt nhìn như bình thường kia chỉ một quyền liền đánh lui huyết ma tông nhị thái tử cái này để cho tất cả mọi người cảm giác giống như nằm mơ đều sợ ngay người nha hắn như thế nào mạnh như vậy vương giao há to miệng mà chung tuệ ở bên cạnh nàng cũng cực kỳ khiếp sợ quá mạnh mẽ khương tư nam cảm thụ được pháp lực toàn thân vô tận mình mông như biển ánh mắt càng sáng chói Mấy vạn viên Thuần Dương Đan đã đủ người khác trực tiếp đột phá đến Vương Thiên Cảnh, nhưng mà đối với hắn cũng không quá đáng là tăng lên một tiểu cảnh giới, mở sáu ngàn không gian huyệt khiếu. Hồng Mông tạo hóa kinh này thật đúng là lợi hại, hơn nữa có thể tưởng tượng, càng đi về phía sau, tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Ngươi quá yếu. Khương Tư Nam nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà nghe vào trong tai huyết ma tông nhị thái tử, lại làm cho huyết dịch toàn thân hắn sông lên đỉnh đầu trong ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, sát cơ rừng rực, cơ hồ muốn hóa thành hỏa diễm. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Coi như là yêu thần cung đệ nhất thiên tại yêu nguyên giả, cũng không dám nói một tay tiếp được huyết sát kiếm của ta. Huyết ma tông nhị thái tử trầm giọng nói, tuy hắn kiêu căng, nhưng mà không có nghĩa là ngốc, trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến rất nhiều, thông thiên cảnh trung kỳ thì có chiến lực yêu nghiệt như thế, người này nhất định không phải hạng người vô danh. Mà đối phương thoạt nhìn lạ lẫm như thế, kia cũng chỉ có một lời giải thích, nói rõ hắn khẳng định đã ẩn tàng thân phận. Nhưng mà, Khương Tư Năm kế tiếp liền nói một câu cơ hồ khiến hắn thổ huyết. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh liền cút ngay cho ta, ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Ngươi! Sắc mặt của huyết ma tông nhị thái tử phát lạnh, nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp được huyết sát kiếm của ta, liền tỏ vẻ ngươi rất cường, hôm nay bổn thiếu gia nhất định phải giết chết ngươi, ai đến cũng cứu không được ngươi. Tất cả mọi người cùng tiến lên cho ta, ta cũng không tin làm không chết ngươi. Pháp lực toàn thân huyết ma tông nhị thái tử bắt đầu khởi động, trên đỉnh đầu hiện ra một đóa huyết liên hoa, mờ mịt lấy sáng bóng thần bí, rủ xuống từng sợi huyết quang, làm hắn càng thần bí cùng tà dị. Huyết sát kiếm ở trong tay hắn quang mang lập lòe, Phản phất như muốn sống lại, kiếm minh kinh thiên, sát cơ bao phủ khắp nơi, ở trong hư không lập tức tăng vọt, hóa thành thần kiếm hơn một ngàn trường, ngang trời đánh về phía khương tư nam. Vết. Huyết ma tông nhị thái tử mang đến hơn 10 cường giả, đều đồng thời tế ra linh khí cường đại, trên đỉnh đầu hiển hiện huyết liên hoa, thi triển ra huyết hải thần thông cường đại. Huyết ma tông hấp thu thần thông của huyết ma tộc, cho nên giống như huyết ma tộc, huyết liên hoa là căn bản cũng là nguyên thần linh khí mà huyết hải là lực lượng bản nguyên của bọn hắn oanh huyết hải tràn ngập sóng lớn ngập trời sát khí biến ảo thành các loại ma thần dữ tợn đem trên không tế đàn hóa thành một biển máu hơn mười nửa bước vương giả đồng thời thi triển thần thông lẫn nhau tầm đó có một loại cộng minh kỳ dị không gian chi lực lẫn nhau dây dưa vậy mà hóa thành một huyết hải lĩnh vực tuy không phải lĩnh vực chân chính nhưng mà cũng đã cực kỳ khủng bố Khương Tư Nam cảm giác được toàn thân chấn động, phản phất như sa vào trong lầy lội, huyết hải chung quanh đè ép về phía hắn. Cái này là lực lượng của nửa bước vương giả, chỉ có sơ bộ tìm hiểu đến lực lượng lĩnh vực mới có thể trở thành nửa bước vương giả, nếu không tu vi cường thịnh trở lại, cũng không phải nửa bước vương giả. Mà bọn hắn tìm hiểu ra lĩnh vực chi lực, dần dần hoàn thiện, đến cuối cùng hình thành không gian lĩnh vực chân chính, mới có thể chính thức trở thành vương giả. Chỉ là huyết ma tông thần thông cực kỳ quỷ dị, mười nửa bước vương giả đồng thời thi triển, cơ hồ có hình thức ban đầu của lĩnh vực chính thức, tuy còn rất không hoàn thiện, nhưng mà cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Bị không gian chi lực cường đại giam cầm trói buộc, cơ hồ là dê đợi làm thịt. Huyết ma tông nhị thái tử giữ tợn cười một tiếng, nhìn Khương Tư Nam trong biển máu, trong hư không huyết sát kiếm cực lớn lóe ra kiếm quan sát bén, một kiếm chém về phía Khương Tư Nam. Không tốt tiểu tử này bị lĩnh vực chi lực trói buộc coi như hắn chiến lực cường thịnh trở lại cũng không cách nào dãy dụ lĩnh vực chi lực a à. có người kinh hô một tiếng trong ánh mắt nhìn xem khương tư nam lộ ra một tia thương xót đúng vậy tiểu tử này chết chắc rồi đáng tiếc a à. thời điểm mọi người ở đây đều cho rằng khương tư nam sẽ bị huyết sát kiếm chém giết, khương tư nam bỗng nhiên động ông trong ánh mắt của khương tư nam lộ ra vẻ trào phúng sau đầu hắn xuất hiện kim sắc thần hoàng lóe ra ánh sáng chói lọi vĩnh hằng bất hủ, thần bí mà thánh khiết, thân hình của hắn lập tức liền thoát khỏi huyết hải lĩnh vực trói buộc. Nói giỡn, ngay cả thanh thần lĩnh vực của thanh lân yêu vương cũng không thể giam cầm hắn, chớ đừng nói chi là huyết hải lĩnh vực không trọn vẹn này, với hắn mà nói càng không có chút tác dụng nào. Khương Tư Nam tung thiên mà lên, quay mắt về phía huyết sát kiếm, trong ánh mắt hào quang sáng chói, cả người khí huyết cuồn cuộn, có một loại chiến ý dân trào, trên nắm tay kim sắc bộc phát ra ti chấp kim sắc vô tận. Cái này, làm sao có thể? Mọi người lập tức liền hóa đá, phản phất như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là lĩnh vực A, coi như là lĩnh vực không trọn vẹn cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản, coi như là nửa bước vương giả xa vào huyết hải lĩnh vực, cũng chỉ có ngoan ngoãn bị chém giết. Nhưng mà người trước mắt này vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ hắn là một vương giả ngụy trang sao? nhưng mà mọi người tưởng tượng liền bài trừ ý nghĩ này nếu thật là vương giả đã sớm một cái tác chụp chết bọn người huyết ma tông nhị thái tử há có thể cùng bọn họ lãng phí thời gian lâu như vậy nếu như vấn đề liền tới người này rốt cuộc là ai huyết ma tông nhị thái tử cũng ánh mắt chấn động trở nên vô cùng âm trầm hắn thật không ngờ khương tư nam không bị ảnh hưởng chút nào trong lòng của hắn cũng hiện lên một loại cảm giác bất an nhưng mà hôm nay huyết sát kiếm đã chém xuống Hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống loại tâm tình bất an kia, dốc sức liều mạng, cố gắng một kiếm chém vết Khương Tư Nam. Đây chính là linh khí vương phẩm đỉnh cấp, đã từng uống qua vương giả chi huyết, chém vết một thông thiên cảnh đại yêu tự nhiên không nói chơi. Oanh. Hào quang nổ tung, trong hư không phản phất như xuất hiện một mặt trời kim sắc, hào quang diệu chiếu, theo kim quang nổ tung, thiên địa biến thành một thế giới kim sắc. Điện mang cùng cuộn, thiên lôi gào thét mà huyết hải trên hư không thì lập tức bị càn quét không còn nắm đấm của khương tư nam cũng đập vào trên thân huyết sát kiếm long công long công tiếng kim thiết giao kích truyền đến khương tư nam ở trong hư không tung hoành không ngừng cùng huyết sát kiếm chống lại huyết sát kiếm không ngừng chiến minh mà sát khí cùng huyết quang cường đại nhất trên thân huyết sát kiếm lại căn bản không tạo thành được bất luận ảnh hưởng gì với khương tư nam ngược lại chấn huyết ma tông nhị thái tử khí huyết phiên cổn tiểu tử này quả thực là quái vật tay không chống lại linh khí vương phẩm hắn vẫn là người sao coi như là thượng cổ thần thú cũng không có lợi hại như vậy a à. trong ánh mắt mọi người tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi tuy bị khí tức cuồng bạo chấn đến trong nội tâm kinh hãi nhưng vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm vào đại chiến trên hư không trận đại chiến đặc sắc này để cho mọi người qua đủ nghiện đồng thời đối với thân phận thật sự của khương tư nam càng hiếu kỳ âm âm thiên địa nổ mạnh thương khung chấn động trong hư không tràn đầy tia chấp kim sắc rừng rực sáng chói như chân lông cùng vũ khí tức áp lực tràn ngập thiên địa thoáng như cảnh tượng diệt thế oanh khương tư nam chống lại huyết sát kiếm quyền quan lạnh thấu xương điện mang nổ tung ở trên thân huyết sát kiếm phát ra tiếng kim thiết giao kích hỏa tinh bắn ra bốn phía dết mười nửa bước vương giả của huyết ma tông cũng thần sắc lạnh như băng dết tới phối hợp huyết ma tông nhị thái tử, triển khai tuyệt sát với Khương Tư Nam. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi chết. Huyết ma tông nhị thái tử đã dết đỏ cả mắt, vô cùng nổi giận, huyết hải thần quan chiếu rọi tứ phương, có một loại sáng bóng yêu dị, huyết liên hoa trên đỉnh đầu hắn từ trong hư không cùng cùng không dứt trút ra linh khí, để cho cả người hắn như là một huyết ma. Huyết bào phần phật, huyết liên hoa sáng chói nở rộ, ở trong biển máu chìm nổi, hơn nữa bắn ra từng sợi thần mang, như trật tự thần liên, tịch cuốn về phía Khương Tư Nam. Phanh Khương Tư Nam ném ra một quyền, thì có vạn trượng kim quan quét ngang biển máu, tóc đen rối tung, nhãn quan như điện, cả người vô hỷ vô bi, chỉ có chiến ý trong ánh mắt càng ngày càng rừng rực. Ở dưới hơn 10 nửa bước vương giả vây công, hắn không hề sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng, cả người bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Vèo một huyết ma tông trưởng lão cầm trong tay một thanh trường thương đánh tới, trường thương hiện lên ám kim sắc, có đường vân huyết sắc cuốn quanh, như một huyết lông, sát khí trùng thiên, một thương oanh ra phản phất như ngay cả hư không cũng có thể đâm trách. Phanh Khương Tư Nam một tay đụng vào, cùng linh khí chuẩn vương phẩm kia đối chiến, bộc phát ra hào quang sáng chói, hai tay của hắn xoắn một phát, chui trường thương kia lập tức bị giam cầm. Huyết ma tông trưởng lão kia thần sắc đại biến, dùng hết lực lượng toàn thân, muốn thu hồi trường thương, nhưng mà trường thương lại không chút sức mẻ. Toái cho ta. Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt kim quan đại phóng, hắn một tay chém rụng, như một thanh thần đao khủng bố, thanh âm két sát vang lên, bảo quan phù văn trên trường thương nổ tung, trường thương cũng bể mấy đoạn, kích bắn về phía tứ phương. Sư sư sư. Trường thương vỡ vụn kim quan sáng chói, lập tức liền bắn huyết ma tông trưởng lão trước mắt thành cái sàn, để cho hắn kêu thảm một tiếng, thân hình hóa thành thịt nát. Ngay cả nguyên thần của hắn cũng không có chạy đi, bị Long Hoàng bắt lấy, ném ở trong miệng ca băng ca băng nhai ăn. Hắc hắc, huyết liên hoa nguyên thần linh khí này thật sự là mỹ vị, thậm chí có một loại cảm giác để cho lão tử hoài niệm năm đó nuốt luôn huyết ma. Long Hoàng cười hắc hắc, trong ánh mắt đại phóng hào quang, không có hảo ý nhìn về phía những nửa bước vương giả khác. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha ở trong tay khương tư nam nửa bước vương giả thứ nhất của huyết ma tông chết mọi người cơ hồ xem choáng váng thần bí nhân này như là một chân long hình người mọi người thật sự hoài nghi hắn có phải thượng cổ thần thú hay không nếu không làm sao có thể cường đại như vậy thông thiên cảnh trung kỳ chém chết nửa bước vương giả thân thể vô cùng cường đại độc kháng linh khí vương phẩm linh khí chuẩn vương phẩm ở trong tay hắn lộ ra yếu ớt không chịu nổi một kích tức toái dết. Huyết ma tông trưởng lão còn lại, chứng kiến lão giả kia bị Khương Tư Nam chém giết, cả đám con mắt đỏ bừng, pháp lực toàn thân bốc cháy lên, bộc phát ra lực công kích cường đại. Oanh! Huyết quan tung hoành, như một mảnh trường hài dài hẹp vắt ngang thiên địa, mười mấy người tăng thêm huyết ma tông nhị thái tử, từ mười phương thiên địa, đánh về phía Khương Tư Nam. Nhất là huyết ma tông nhị thái tử, huyết sát kiếm bộc phát ra thần mang vô tận, tăng vọt gấp trăm lần, tựa như cửu u huyết hải, một lần nữa hiển hóa ở thế gian. Huyết ma đến thế gian. Huyết ma tông nhị thái tử, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà thanh âm khắc cốt băng hàng, gầm nhẹ một tiếng, phản phất như thiên địa cũng tùy theo biến sắc. Mây đen cùng quyển, thiên hôn địa ám, hào quang huyết sắc bao phủ phương viên vạn trượng, những người đang xem cuộc chiến kia thần sắc biến đổi, vội vàng lui về phía sau. Mà ở trong biển máu, chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh huyết sắc. Thân ảnh huyết sắc kia vừa xuất hiện, hư không chung quanh liền không chịu nổi loại lực lượng này, lập tức trăng trắc trạng nứt, một cổ khí thế vô địch trên trời dưới đất, mà uy cái thế, hào hào đảng đảng tịch cuốn tới. Dĩ nhiên là huyết ma đến thế gian. Đây chính là sát chiêu trong thần thông trấn phái của huyết ma Tông A, triệu hoán huyết ma có thể so với chân tiên, vô cùng cường đại, huyết sát kiếm này triệu hoán huyết ma chỉ sợ ít nhất cũng có tu vi vương thiên cảnh, thần bí nhân này thảm rồi, lại dồn huyết ma Tông nhị thái tử đến tình trạng như thế. Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra Huyết Ma tông nhị thái tử thi triển thần thông. Thi triển huyết ma đến thế gian, coi như là Huyết Ma tông nhị thái tử cũng cực kỳ miễn cưỡng, toàn thân máu huyết thiêu đốt, thần hồn ẩm đạm, bỏ ra một cái giá cực kỳ thê thảm. Ta cũng không tin, đối mặt huyết ma chính thức, ngươi còn có thể không chết. Huyết Ma tông nhị thái tử nghiến răng nghiến lợi nói, theo hắn chỉ về phía Khương Tư Nam, thân thể khổng lồ của Huyết Ma lập tức đánh tới. Huyết ma đến thế gian sao? Thần sắc của Khương Tư Nam biến đổi, hắn vậy mà cảm giác được một loại lực lượng có thể so với Thanh Lân Yêu Vương, huyết ma này thật sự có lực lượng của vương giả. Nhưng mà sau một khắc, lông mi Khương Tư Nam nhảy lên, ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Có lực lượng vương giả, nhưng không có lĩnh ngộ của vương thiên cảnh, huyết ma này cũng không quá đáng là ngụy vương giả mà thôi. Người đối với huyết ma này tự tin như thế, ta liền cho ngươi triệt để hết hy vọng. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, tuy lực lượng của huyết ma này rất cường, nhưng mà không có vương giả lĩnh vực, hiển nhiên là huyết ma tông nhị thái tử tìm hiểu thần thông còn chưa đủ tinh thâm. Cùng vọng, tiểu tử, đợi lát nữa huyết ma sẽ nát ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể cười được hay không, giết hắn cho ta. Huyết ma kia ngang trời đánh tới, một chưởng chụp về phía Khương Tư Nam, tự như một thái cổ thần nhạc trấn áp đến, âm âm, như hoành đẩy thiên địa, có một loại vô địch làm cho không người nào có thể ngăn cản thần tiêu chân lôi đạo thanh âm của khương tư năm nhàn nhạc truyền đến trên quyền trái của hắn lôi quan ngập trời kim quan lập lòe điện xà tung hoành loáng thoáng có một thái cổ lôi trì xuất hiện ở giữa thiên địa để cho phong vân biến sắc dĩ nhiên là đại la thiên tông thần tiêu chân lôi đạo hắn là người đại la thiên tông chẳng lẽ hắn là ánh mắt mọi người lóe lên lộ ra thần sắc khó có thể tin đột nhiên trong nội tâm đồng thời xuất hiện một cái tên. Khương Tư Nam. Ngược lại là huyết ma tông nhị thái tử trước hô lên, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt bùng ra sát cơ khủng bố. Có thể tu luyện thần tiêu chân lôi đạo tới viên mãn như thế, trong đại la thiên tông chỉ sợ chỉ có vị đế nhất cùng Khương Tư Nam. Mà đế nhất nghe nói đang bế quan trùng kích vương thiên cảnh, tăng thêm Khương Tư Nam ở hai tháng trước đã từng giết rất nhiều nửa bước vương giả, nhận được thuần dương linh mạch, Huyết ma tông nhị thái tử lập tức liền đoán ra Thần sắc của Khương Tư Nam không thay đổi Trên người của hắn bỗng nhiên xuất hiện quan mang cửu sắc Như lưu ly bất nhiễm Hỏa diễm cửu sắc bao phủ ở bên ngoài cơ thể Tay phải hóa thành trưởng hình Giờ khắc này phản phất như hỏa diễm trong thiên địa đều ở trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên Một cổ khí tức khô nóng khó nhịn xuất hiện ở trong thiên địa Tự như thần dương đến thế gian Vô cùng nóng bỏng Phần thiên Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng long tộc cửu thiên bí thuật phần thiên bí thuật trốt cục bạo phát ra. Loại thần thông này nguyên bản một mực ở vào tiểu thành, nhưng mà từ khi hắn dung hợp bản nguyên chi hỏa, lập tức liền phá vỡ vào đại thành, quy lực mênh mông, phần thiên nấu biển. Đây là thần thông gì? Chứng kiến tay phải của Khương Tư Nam xuất hiện hỏa diễm cửu sắc, tất cả mọi kinh hô một tiếng. Bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy một cổ bất an, phản phất như tất cả thiên địa đều đặt ở trong lòng bọn hắn, cực kỳ áp lực cùng nôn nóng, tất cả mọi người lần nữa bay vụt về sau, thoát ra phiến địa vực kia, cổ áp lực này mới xem như có chút tiêu trừ. Mà giờ khắc này, một chưởng trấn áp thiên địa của huyết ma đã đến trên đỉnh đầu Khương Tư Nam, Khương Tư Nam thậm chí có thể cảm giác được sát ý kinh khủng, phản phất như ngưng tụ muôn đời tuế nguyệt, lao vào trong thức hải, phai mờ nguyên thần của mình. Thẳng đến lúc này, Khương Tư Nam mới rốt cục hét to. Lục như thương long quyết. Âm âm ở giữa thiên địa sấm sét nổ tung, khí tức toàn thân Khương Tư Nam bỗng nhiên tăng cường hơn trăm lần, vạn đạo kim quang bắn về phía thập phương, khí lạnh bốc hơi, hư không quanh thân hắn lập tức vỡ ra. Tự như một chân tiên từ trên chín tầng trời đi tới, Khương Tư Nam rốt cục thi triển ra lục như thương long quyết, bộc phát ra chiến lực gấp trăm lần. Hơn nữa tay phải lôi quang mênh mông, thái cổ lôi trì hư không xuất hiện, tay phải hỏa diễm cửu sắc tung hoành, biển lửa mênh mông bao phủ thiên địa, muốn đốt diệt thế gian. Trong thần sắc khó có thể tin của mọi người, ở trong ánh mắt sợ hãi của huyết ma tông nhị thái tử, giờ khắc này thiên địa vạn vật đều bất động, Khương Tư Nam cùng huyết ma trực tiếp đụng vào nhau. Oanh! Huyết ma kia ở mọi người thấy là vô cùng cường đại, phản phất như ngay cả thiên địa cũng có thể nứt vỡ, giờ phút này bỗng nhiên phát ra thanh âm gào thét. Tiếng gào thét này càng giống như là kêu thảm thiết, sợ hãi. Thái cổ lôi trì, biển lửa cửu sắc bộc phát, ở giữa thiên địa, Thiên lôi địa hỏa phát động, tầm mắt của mọi người đều mơ hồ, chỉ thấy lôi đình cùng hỏa diễm khủng bố. Trên hư không hào quang huyết hải bị quét không còn, mà huyết ma cũng bị Khương Tư Nam một quyền oanh nát bấy, sau đó bị biển lửa tịch cuốn, triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Trên hư không, tất cả hào quang bị quét không còn, chỉ để lại thân ảnh Khương Tư Nam đạp hư mà đứng. Giờ phút này Khương Tư Nam cũng triệt để khôi phục tướng mạo sẵn có, tóc đen rối tung, khuôn mặt lạnh nhạt đôi mắt như tinh thần sáng chói, có một loại ý vị vô địch làm cho không người nào có thể nhìn gần. Hắn bao phủ ở trong ngọn lửa cửu sắc, lôi đình kim sắc vần quanh, như chân lông lách thân, hình tượng giờ khắc này, vĩnh viễn khắc vào trong nội tâm tất cả mọi người. Wow! Quá đẹp trai a, à, hắn là Khương Tư Nam sao? Thật lợi hại! Một tiếng cười phá vỡ bình tĩnh, giờ phút này vương giao mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy hoa si, bộ ngực cao ngất phập phồng cho thấy nàng giờ phút này nội tâm kích động khương tư nam phong ấn ma tôn dám cùng ngũ hành thánh tông khiêu chiến quả nhiên không phải người bình thường trong ánh mắt của trung tuệ cũng lộ ra trận trận dị sắc mà huyết ma tông nhị thái tử cùng mười huyết ma tông trưởng lão còn lại cơ hồ đều bị sợ choáng váng giờ phút này đều sững sờ đứng tại chỗ đó trong lòng bọn hắn đều bay lên một cảm giác vô lực cái này còn đánh thế nào ngay cả huyết ma có thể so với vương giả cũng bị khương tư nam một quyền nổ nát bọn hắn những người này sao có thể là đối thủ của khương tư nam mà giờ khác này trên người khương tư nam lục như thương long quyết mang đến gấp trăm lần chiến lực như thủy triều thối lui kinh mạch trong cơ thể hắn nổ tung nhưng mà so với trước tốt hơn rất nhiều cũng không có làm cho mình huyết nhục mơ hồ dùng cường độ thân hình của hắn hôm nay tuy vẫn rất khó khống chế lục như thương long quyết nhưng mà sức thừa nhận so với trước lại mạnh hơn rất nhiều khương tư nam từ trên hư không rơi xuống ánh mắt nhìn về phía đám người huyết ma tông mười huyết ma tông trưởng lão đều cắn răng vội vàng nhìn huyết ma tộc nhị thái tử nói nhị thái tử ngươi đi trước chúng ta ngăn trở hắn kẻ này quá yêu nghiệt chỉ có đại thái tử mới có thể đối phó hắn ngươi nhanh đi tìm đại thái tử huyết ma tông nhị thái tử thần sắc biến đổi trong ánh mắt nhìn về phía khương tư nam tràn đầy oán độc cùng sợ hãi hắn vẫn mạnh miệng nói Ta không đi, ta không tin hắn dám giết ta. Bằng không mà nói, cửu thiên thập địa này không ai có thể cứu được hắn. Nhưng mà ai cũng có thể nghe ra huyết ma tông nhị thái tử ngoài mạnh trong yếu. Vừa rồi hắn phát ra một chiêu huyết ma đến thế gian kia, cơ hồ rút sạch pháp lực toàn thân, hơn nữa máu huyết toàn thân thiêu đốt hơn phân nửa, giờ phút này ở đâu còn có chiến lực gì? Hắn giờ phút này cũng không dám nói cùng Khương Tư Nam đánh sống đánh chết nữa. Nhưng mà thân là huyết ma tông nhị thái tử, cứ như vậy xám xịt đào tẩu, cũng khó tránh khỏi quá không có mặt mũi. Nhưng mà Khương Tư Nam lại nở nụ cười, nói: "Ngươi thật sự cho ta không dám giết ngươi sao?" Khương Tư Nam bước ra hai bước, lập tức để cho một đám huyết ma tông trưởng lão như Lâm đại địch, huyết ma tông nhị thái tử cũng thần sắc đại biến. "Nhị thái tử, ngươi đi mau. Chúng ta ở lại cản hắn." Một lão giả người mặc huyết bào lo lắng thúc giục nói: sau đó trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm đánh về phía khương tư nam bảo hộ nhị thái tử nửa bước vương giả còn lại cũng đóng lớn một tiếng đồng thời đánh về phía khương tư nam ánh mắt của khương tư nam lạnh lẽo nói các ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn các ngươi thân hình khương tư năm lóe lên hóa thành một tia chớp kim sắc lập tức đã đến trước mặt tên trưởng lão cầm huyết kiếm sau đó oanh ra một quyền trưởng lão kia biến sắc vội vàng cầm kiếm ngăn cản ở trước ngực, nhưng mà một quyền của Khương Tư Nam hung hãn bực nào, coi như là giờ phút này không có bộc phát gấp trăm lần chiến lực, cũng không phải một nửa bước vương giả có khả năng ngăn cản. Oanh! Trường kiếm huyết sắc trực tiếp nổ tung, mà huyết ma tông trưởng lão cũng ho ra máu lui về phía sau, sắc mặt hoảng sợ. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên bắn ra hai đạo kim quang, trực tiếp bắn vào trong thức hải của hắn, thuần dương ngọc hoàng thần quang phát động, chém vỡ nguyên thần của trưởng lão kia, một nửa bước vương giả bị diệt sát. Nửa bước vương giả so với thông thiên cảnh viên mãn, mạnh ở chỗ sơ bộ tìm hiểu ra lĩnh vực chi lực. Nhưng mà đối mặt Khương Tư Nam, lĩnh vực chi lực căn bản không có tác dụng, cho nên bọn hắn đối với Khương Tư Nam mà nói, cũng không quá đáng là cường giả thông thiên cảnh bình thường, rất dễ dàng liền bị diệt sát. Sưu sưu sưu. Khương Tư Nam phát động thuần dương ngọc hoàng thần quang, nguyên thần chi lực của hắn vốn cường đại, rất nhanh lại có mấy huyết ma tông trưởng lão bị chém giết nguyên thần, trong ánh mắt sinh cơ ảm đạm. cái gì? huyết ma tông nhị thái tử lập tức phong hồn bốc lên, hắn thật không ngờ khương tư nam quỷ dị như vậy, chỉ liếc nhìn nửa bước vương giả kim quang trong ánh mắt liền diệt sát nhiều người như vậy, hắn cũng không dám lưu lại nữa, hắn đối với khương tư nam đã triệt để sợ hãi, không muốn gặp lại khương tư nam, cắn răng lấy ra một tờ đại na di đạo phù vỗ vào trên người của mình. Trong hư không một đạo quan môn xuất hiện, huyết ma tông nhị thái tử muốn bước vào trong đó. Muốn đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thuần dương ngọc hoàng thần quan phát động, trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quan kim sắc, trong nháy mắt nhảy vào trong thức hải của huyết ma tông nhị thái tử, chém tới nguyên thần của hắn. Nếu đã cùng huyết ma tông nhị thái tử kết xuống tử thù, vậy thì không cần phải thả hổ về rừng, Khương Tư Nam cũng có ý triệt để diệt sát đối phương. Phanh nhưng mà trên nguyên thần của huyết ma tông nhị thái tử, bỗng nhiên có một đạo hào quang huyền ảo, chặn thuần dương ngọc hoàng thần quang. Thậm chí có linh khí phòng ngự nguyên thần. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn thấy được trong thức hải của huyết ma tông nhị thái tử, thậm chí có một pháp bảo tự như chung nhỏ, bảo vệ nguyên thần của hắn. Không có chờ hắn tiếp tục công kích, huyết ma tông nhị thái tử liền sợ tới mức vội vàng tiến vào trong không gian chi môn. Khương Tư Nam có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới vẫn để huyết ma tộc nhị thái tử trốn đi. Còn lại mấy huyết ma tông trưởng lão, chứng kiến nhị thái tử đã đi rồi, liền không còn chiến ý, muốn chạy trốn, nhưng mà làm sao có thể chống đỡ được thuần dương ngọc hoàng thần quang, rất nhanh liền bị diệt sát Phía dưới tất cả mọi người nghe dại, trong khoảng thời gian ngắn nhìn Khương Tư Nam ở giữa không trung, kinh ngạc nói không ra lời. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn mọi người nói. Trong thuần dương đang trị còn có một chút thuần dương đang các ngươi cầm đi đi. Nói xong, Khương Tư Nam trực tiếp quay người, hóa thành một đạo quang mang, biến mất ở trên tế đàn. Thuần Dương Đan Nhanh đoạt A Tất cả mọi người sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới Khương Tư Nam còn lưu đi một tí Thuần Dương Đan cho bọn hắn, đều phóng về phía Thuần Dương Đan trị. Đã không có bọn người huyết ma tông nhị thái tử, mọi người cũng không có gì cố kỵ vì Thuần Dương Đan đánh đập tàn nhẫn mà bọn người Vương giao cùng Chung Tuệ cũng cướp được mấy chục viên thuần dương đan, bọn họ đều là đệ tử U Minh cung, bởi vậy mọi người không dám đánh chủ ý các nàng. Không biết Khương Tư Nam kia đi nơi nào. Hắn đã giết nhiều huyết ma tông trưởng lão như vậy, huyết ma tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nghe nói lần này huyết ma tông đến vài vị vương giả a. À? Vương giao nhìn phương hướng Khương Tư Nam ly khai, có chút lo lắng nói: "Không cần lo lắng, Khương Tư Nam lợi hại như vậy, coi như là người huyết ma tông cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Hơn nữa lúc này đây Đại La Thiên Tông cũng có vương giả đến, hắn sẽ không có phiền toái gì. Đã có mấy chục viên thuần dương đang này, tu vi của chúng ta còn có thể tái tiến một bước, mọi người đi nhanh đi, chúng ta đi tìm đại sư tỷ và thánh nữ. Trung tuệ nhìn đám người vương giao khẽ mỉm cười, mang theo mọi người đã ra. Theo sự tình thuần dương đang trì kết thúc, sự tình Khương Tư Nam xuất hiện, lập tức truyền khắp toàn bộ thượng cổ di tích chém giết hơn 10 nửa bước vương giả của huyết ma tông, làm cho huyết ma tông nhị thái tử hốt hoảng bỏ trốn, khương tư nam thanh danh đại chấn. Mà mấy vị vương giả của huyết ma tông đều nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, nhào nhào phát ra lệnh truy sát, đuổi giết khương tư nam. Ngay cả ngũ hành thánh tông, yêu thần cung cùng khương tư nam có cựu oán cũng hưởng ứng. Phái người ở trong thượng cổ di tích sưu tầm Khương Tư Nam Hạ Lạc. Ngược lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo có chút khác thường, Vậy mà không có động tác gì, phải biết rằng Khương Tư Nam cùng tinh thần tử thù hận cũng không nhỏ, cử động của Nhật Nguyệt thần giáo ngược lại có chút ý vị sâu xa. Mà Khương Tư Nam giờ khắc này cũng không biết những chuyện kia, mà dựa vào bản đồ ghi lại đi tới chỗ Thuần Dương chi địa thứ hai. Bên ngoài di tích tinh tuyệt cổ thành, mặc dù có rất nhiều bảo khoáng linh dược, thiên tài địa bảo, nhưng mà không có bị Khương Tư Nam để vào mắt. Bởi vì nơi này trân quý nhất đúng là hai nơi Thuần Dương chi địa nếu có thể có được thuần dương đang ở chỗ đó khương tư nam có thể tu luyện tới thông thiên cảnh viên mãn hắn hôm nay tu luyện tiêu hao tài nguyên có thể nói là vô số coi như là tông môn đỉnh cấp cũng chịu không nổi so với vương giả tu luyện hao phí tài nguyên còn muốn khủng bố chỗ thuần dương chi địa thứ hai tương đối che giấu chắc có lẽ không có người phát hiện trong nội tâm khương tư nam thầm suy nghĩ dựa theo ngọc giảng địa đồ ghi lại chỗ thuần dương chi địa thứ nhất ở trên đỉnh núi vạn dương chiếu xạ, rất dễ dàng liền bị người phát hiện. Mà chỗ thuần dương chi địa thứ hai thì nằm ở chỗ sâu trong địa mạch, gần địa tâm hỏa nguyên, hẳn là rất che giấu. Khương Tư Nam căn cứ địa đồ ghi lại, đi tới trong sơn cốc có mấy ngọn núi lớn vây quanh, nơi này có một sơn động, có thể trực tiếp thông hướng thuần dương chi địa ở dưới mặt đất. Nguyên lai là ở chỗ này. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thấy được trên thạch bích bị ánh mặt trời giữa trưa chiếu đến, lập tức mỉm cười, trực tiếp đi tới. Ở trong nguyên thần của hắn cảm giác, sau vách đá này xác thực có một sơn động, chỉ là ngụy trang vô cùng tốt, người bình thường căn bản phát hiện không được. Khương Tư Nam cũng không có trực tiếp đánh vỡ thạch bích, mà thi triển ngũ hành động thuật, trực tiếp chui vào trong thạch bích. Trước mắt là một thạch động đen kịt, thông hướng sâu trong lòng đất, Khương Tư Nam mới vừa vào đã cảm giác được một cổ khí tức vô cùng nóng bỏng. Đây là khí tức địa tâm hỏa mạch, có lẽ không sai. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui vẻ, vội vàng đi tới. Khương Tư Nam đi đại khái hơn 10 dặm, sơn động trước mắt rốt cục xuất hiện một tia sáng, hắn theo tia sáng này, đi tới một sơn động rộng lớn. Hùng Bá Thiên Khương Tư Nam vừa mới đi vào, liền thấy được một tráng hán khôi ngô, đúng là Hùng Bá Thiên lúc trước hắn gặp được. Chỉ là giờ phút này Hùng Bá Thiên, bộ dáng rất thê thảm, toàn thân máu tươi đầm địa, có rất nhiều miệng vết thương, toàn thân bị một dây thừng kim sắc trói lại, căn bản không cách nào nhúc nhích hùng đại ca ngươi tại sao lại như vậy khương tư nam nhẹ giọng hôn một câu hắn cảnh giác nhìn bốn phía một chút phát hiện cũng không có ai chỉ là chính giữa hang động có một cái ao phương viên vài chục trượng mờ mịt lấy thuần dương chi khí đúng là thuần dương đang trì mà ở trong thuần dương đang trì có một nhân ảnh đang phun ra nuốt vào thuần dương chi khí khí tức càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa khương tư nam phát hiện chung quanh thuần dương đang trì còn có bên người hùng bá thiên, đều bố trí xuống trận pháp cường đại, chỉ cần có người xúc động trận pháp, người trong đan trì nhất định sẽ phát hiện. Ngươi là ai? Hùng bá thiên nghe được thanh âm, hữu khí vô lực mở mắt, nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt, nghi hoặc hỏi. Khương Tư Nam sững sờ, mới biết được mình đã khôi phục tướng mạo sẵn có, trên người lập tức lóe lên hào quang, hóa thành bộ dạng trước kia, sau đó lại biến hóa trở lại. Là ngươi? Giang huynh đệ? sắc mặt hùng bá thiên lập tức vui vẻ hắn cẩn thận nhìn thoáng qua đan trì vội vàng nhỏ giọng nói với khương tư nam giang huynh đệ ngươi làm sao tới đây ngươi đi mau người trong thuần dương đan trì rất cường đại nếu như bị hắn phát hiện ngươi khẳng định sẽ không toàn mạng hùng bá thiên thật là một người phúc hậu giờ phút này không nghĩ lấy an nguy của mình chỉ thúc giục khương tư nam ly khai khương tư nam vốn đối với hắc hùng tinh này rất có hảo cảm hắn khẽ mỉm cười nói Hùng đại ca yên tâm, ta một hồi liền cứu ngươi thoát thân, ngươi trước cùng ta nói ngươi đây là có chuyện gì. Chứng kiến Hùng bá thiên toàn thân vết thương khủng bố, trong lòng Khương Tư Nam có chút tức giận, lại bị thương thành như vậy. Hùng bá thiên chứng kiến Khương Tư Nam không muốn ly khai, chỉ phải thở dài một hơi nói. Giang huynh đệ, hơn 10 ngày trước, hai người chúng ta cùng một chỗ tiến vào di tích bởi vì là tùy cơ hội truyền tống, cho nên khi ta xuất hiện, trực tiếp liền xuất hiện ở chỗ này, ta nhìn thấy thậm chí có một cái ao, bên trong có rất nhiều thuần dương đan, ta liền cao hứng, trực tiếp ở trong này tu luyện, chỉ hơn 10 ngày sau, liền tu luyện đến nửa bước yêu vương. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, phát hiện tu vi của Hùng Bá Thiên quả nhiên đạt đến nửa bước yêu vương, tư chất của hát hùng tinh này xem ra rất không tầm thường, tu vi tăng lên nhanh như vậy. Đồng thời hắn lại có chút buồn bực, mình tốn sức thiên tân vạn khổ mới tìm được thuần dương chi địa, hơn nữa bởi vậy còn giết không ít người của huyết ma tông Hùng bá thiên này ngược lại tốt Trực tiếp liền truyền tống đến nơi này Thật sự là người so với người giận điên người Hùng bá thiên thở dài một hơi tiếp tục nói Nhưng mà còn không có đợi ta vẫn chắc tu vi nửa bước yêu vương Ngày hôm qua liền xông tới một trưởng lão ngũ hành thánh tông Hắn vừa xuất hiện liền phát hiện thuần dương đang trì Động thủ với ta Nhưng mà ta đánh không lại hắn Cũng không lâu lắm đã bị hắn bắt giữ hơn nữa dùng một pháp bảo tên khổng yêu tác trói buộc ta Chính hắn thì bố trí rơi xuống vài đạo trận pháp Tiến vào trong thuần dương đang trì tu luyện rồi Cái gì? Lại là người ngũ hành thánh tông Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia thần mang Thật không ngờ Hùng Bá Thiên lại gặp được người ngũ hành thánh tông Hùng đại ca, không cần lo lắng, ta cứu ngươi đi ra Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên Lập tức liền đi tới bên người Hùng Bá Thiên chung quanh hùng bá thiên là một trận pháp báo động trước vậy mà cũng đạt tới linh trận tuyệt phẩm có thể thấy được người trong thuần dương đang trì tạo nghệ trận pháp rất sâu nhưng mà khương tư năm căn bản không để ý chỉ cần không phải vương giả hôm nay với hắn mà nói không có tác dụng gì oanh khương tư năm một tay bắt được khổn yêu tác trói tại trên người hùng bá thiên hai tay đột nhiên dùng sức lực lượng toàn thân cùng bạo bộc phát ra muốn trực tiếp kéo đứt khổn yêu tác Ô khổng yêu tác thật cổ quái thần sắc của khương tư nam khẽ động hắn phát hiện lực lượng của mình vậy mà căn bản không cách nào kéo đứt khổng yêu tác phải biết rằng coi như là linh khí chuẩn vương phẩm lực lượng toàn thân hắn cũng có thể trực tiếp đập nát nhưng mà khổng yêu tác kia thoạt nhìn rất bình thường vậy mà không cách nào kéo đứt là ai vừa lúc đó một tiếng hét già nua phẫn nộ vang lên trong thuần dương đang trì sương mù mờ ảo từ trong đó bay ra một lão giả diện mục uy nghiêm có một loại khí thế không giận tự uy. Khương tư nam buông khổn yêu tác ra, xoay đầu lại, chứng kiến khuôn mặt của lão giả này, kìm lòng không được kinh hô. Trọng lê trận vương Trong nội tâm Khương tư nam trung mạnh, diện mục của lão giả này vậy mà cùng trọng lê trận vương cực kỳ tương tự, nhưng mà sau một khắc ý nghĩ này đã bị mình bỏ đi, tuy lão giả này cùng trọng lê trận vương cực kỳ tương tự, nhưng mà vẫn còn có chút khác nhau rất nhỏ, hơn nữa tu vi chỉ là nửa bước vương giả ngươi không phải Trọng lê trận vương nhưng mà ngươi lại cùng hắn tương tự như thế hẳn là đồng bào huynh đệ a à. ánh mắt của khương tư năm lóe lên thản nhiên nói không sai ta chính là đệ đệ của trọng lê trận vương bổn tòa trọng sơn ngươi là khương tư nam lão giả kia phiêu phụ ở trên không thuần dương đang trì vẻ mặt kiêu căng quan sát khương tư nam nhưng mà sau một lát thần sắc của hắn biến đổi nhận ra khương tư nam Hôm nay Khương Tư Nam cùng ngũ hành thánh tông kết thù kết quán, bộ dáng của hắn bị tất cả đệ tử ngũ hành thánh tông cùng trưởng lão quen thuộc, trọng sơn xem xét liền nhận ra được. Khương Tư Nam, đây là thuần dương đang trì bổn tọa phát hiện, ngươi tới nơi này là vì chuyện gì? Kiêu căng trên mặt trọng sơn biến mất, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ, chậm rãi nói. Hôm nay Khương Tư Nam ở trên chân cương đại lục, là thanh danh đại chấn, nhất là trọng sơn cũng đã nghe nói, hai tháng trước Khương Tư Nam đã từng chém giết không ít nửa bước vương giả. Đối mặt một thiên tài yêu nghiệt như vậy, coi như là hắn cũng có chút bồn chồn. Trọng Sơn sao? Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Hôm nay ta không muốn giết người, ngươi thả hùng đại ca ra, sau đó quỳ xuống dập đầu cho hắn ba cái, tự mình lăn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà trong lòng Khương Tư Nam thì quyết định chủ ý, Trọng Sơn này vô luận như thế nào cũng không thể để cho chạy thuần dương đang trì liên quan trọng đại, nhất định phải diệt khẩu. Dù sao đã đắc tội ngũ hành thánh tông, ngay cả ngũ đức chân nhân cũng bị mình chém, trọng sơn này giết lại có ngại gì. Quả nhiên, sắc mặt trọng sơn phát lạnh, thanh âm lạnh lùng nói. Khương Tư Nam, đừng tưởng rằng bổn tòa sợ ngươi, thuần dương đang trì này là ta phát hiện trước, thức thời liền cúc, bằng không đợi vương giả của ngũ hành thánh tông ta đến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tư Nam nở nụ cười, dáng tươi cười rất sáng lạng, nhưng nhìn ở trong mắt trọng sơn lại làm hắn lông tơ dựng đứng, Khương Tư Nam ngẩng đầu nhìn hắn, rất nghiêm túc nói. Người ngũ hành thánh tông các ngươi đều vô sĩ như vậy sao? Thuần Dương đang trì này rõ ràng là hùng đại ca phát hiện ra trước, ngươi chẳng những dựt tiền, còn muốn sát nhân, bất quá ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, người ngũ hành thánh tông các ngươi ta giết quá nhiều rồi, giết nhiều một cái nữa cũng không coi vào đâu, ta có chết hay không ta không biết, nhưng mà ngươi khẳng định chết chắc rồi oanh khương tư nam vừa dứt lời lập tức liền cử quyền đánh về phía trọng sơn trên quyền cương kim quan đại phóng có một loại khí thế vô tận hiện tại khương tư nam dưỡng thành ý vị vô địch mỗi một quyền một thức đều ẩn chứa uy lực lớn lao nhất là tạo hóa thần quyền hình thức ban đầu sơ hiện hắn tiện tay một kích đều không thua thần thông đỉnh cấp chả lẽ ta lại sợ ngươi khương tư nam ngươi đã không biết tốt xấu hôm nay ta liền bắt ngươi về ngũ hành thánh tông oanh trên người trọng sơn vần sáng lưu động lập tức xuất hiện một bộ chiến giáp lưu động lấy hào quang huyền diệu thoạt nhìn cực kỳ bất phàm phía trên phản phất như có kỳ lân hư ảnh chấp động bảo quang bắn ra bốn phía khí lành bốc hơi linh khí vương phẩm chiến giáp ánh mắt của khương tư Nam lóe lên thật không ngờ trọng sơn này có linh khí vương phẩm chiến giáp đây còn muốn trân quý hơn linh khí vương phẩm công kích bình thường a à? Trong linh khí, linh khí công kích như thần kiếm chiến đao giá trị thấp nhất, bởi vì luyện chế đơn giản nhất, mà linh khí phòng ngự liền cực kỳ trân quý, mà có chút pháp bảo hình tháp, đỉnh, chung, có dịu dụng kỳ dị thì càng trân quý. Khương Tư Nam nghĩ lại cũng hiểu, nếu trọng sơn này là đệ đệ của trọng Lê Trận Vương, như vậy bảo vật trên người tự nhiên không phải ít. Rầm rầm rầm. Khương Tư Nam quyền cương tung hoành, kim quang sáng chói, hắn và trọng sơn không ngừng ở trong hư không va chạm, thần quang nổ tung nhưng mà có chiến giáp vương phẩm phòng ngự trọng sơn căn bản không có bị một chút thương tổn ha 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 khương tư nam ta còn tưởng rằng ngươi yêu nghiệt như thế nào ngay cả kỳ lân vương giáp của ta cũng phá không khai ngươi liền chờ chết cho ta a à. trọng sơn cười lên ha hả trong ánh mắt lộ ra sát cơ dày đặc ông trong tay trọng sơn lóe lên hào quang bỗng nhiên xuất hiện một cái trận bàn phong cách cổ xưa ở trong hư không xoay tròn biến thành lớn cỡ ma bàn, bộc phát ra hàng tỷ đạo hào quang, phía trên khắc lấy rất nhiều phù văn cổ tự rậm rạp chằng chịt, có một loại khí tức tuế nguyệt cổ xưa, ẩn chứa uy lực khủng bố. Cho ngươi nếm thử linh trận vương phẩm lợi hại. Trong ánh mắt trọng sơn lóe lên lãnh mang, trận bàn trong tay huyển hóa ra một đại trận khủng bố, kiếm quang vô tận kích bắn, trực tiếp bao phủ Khương Tư Nam. Nguyên lai hắn là Khương Tư Nam diệt sát một đám nửa bước vương giả của yêu thần cung lão hùng ta có thể nhận thức khương huynh đệ thật là vinh hạnh nhưng mà hôm nay lão hùng làm phiền hà khương huynh đệ rồi tên mũi trâu kia thật lợi hại thậm chí có hai kiện linh khí vương phẩm cái này đã xong hùng bá thiên ở một bên trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng dùng ánh mắt của hùng bá thiên cũng có thể nhìn ra kỳ lân vương giáp trên người trọng sơn cùng trận bàn kia đều là linh khí vương phẩm nếu cộng thêm khổng yêu tác trên người mình Trọng sơn này quả thật là một thân toàn bảo a. À. Dĩ nhiên là trận bàn. Hơn nữa trận bàn có thể bố trí linh trận vương phẩm, nhìn bộ dạng của trận bàn tuyệt đối là một kiện thượng cổ pháp bảo, trọng Lê trận vương đối với đệ đệ này của mình thật đúng là sủng ái a. À. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia cổ quái, không có lo lắng kiếm khí khủng bố chung quanh chút nào. Mấu chốt nhất chính là Khương Tư Nam phát hiện vương phẩm trận bàn này vậy mà dùng phù văn cổ tự luyện thành sau khi dung hợp hơn vạn viên phù văn cổ tự khương tư nam đối với phù văn cổ tự tìm hiểu đã đến tình trạng cực kỳ tinh thâm từng phù văn cổ tự đều đại biểu cho thiên địa đại đạo đại biểu cho thần thông cụ tượng cực kỳ huyền ảo rất khó tìm hiểu hơn nữa đại thể biến mất ở trong thời kỳ thượng cổ mình cũng là may mắn từ trong thần ma cổ chiến trường nhận được những cơ duyên kia phù văn cổ tự hình thành phù văn thần trận muốn dùng cái này đối phó ta chỉ sợ ngươi là lấy đá nện chân mình rồi trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe ra một tia tinh mang, trên người hắn kim quang lập lòe, phù văn áo lưu động, tản mát ra một loại chấn động huyền diệu, để cho đại trận chung quanh như quên mất sự hiện hữu của hắn. Ông Nếu là linh trận vương phẩm, vậy sẽ không thua gì một vương giả công kích, nhất định có thể tạo thành uy hiếp rất lớn với Khương Tư Nam, nhưng mà phù văn cổ trận bàn này lại không được, vừa lúc bị Khương Tư Nam khắc chế. Xem ra ngươi là đến tiễn đưa bảo vật cho ta a à? Cái cổ trận bàn này lưu ở trong tay ngươi là phung phí của trời, chỉ có ở trong tay ta mới có thể bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Nhất định phải cướp được cổ trận bàn này, không tiếc bất cứ giá nào." Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ nói. Oanh. Bỗng nhiên tầm đó, Khương Tư Nam từ trong đại trận xông ra, toàn thân kim quang sáng chói, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, một quyền oanh lên cổ trận bàn. Hào quang nổ tung, cổ trận bàn lập tức bị Khương Tư Nam oanh bay. Nguyên thần lực của Khương Tư Nam bám vào trên cổ trận bàn, cẩn thận tìm kiếm nguyên thần ấn ký của Trọng Sơn. Ở hắn xem ra, tìm hiểu không ra dịu dụng của phù văn cổ tự, cái cổ trận bàn này căn bản không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Hắn suy đoán Trọng Sơn không quá đáng là ở phía trên để lại nguyên thần ấn ký, mà không có triệt để luyện hóa. Ngươi, ngươi làm sao có thể không bị linh trận vương phẩm ảnh hưởng? Trong mắt của Trọng Sơn sắp muốn trừng ra, tràn đầy vẻ khiếp sợ, căn bản không nghĩ ra cổ trận bàn này là chỗ dựa của hắn cũng là bảo vật cường đại nhất mà trọng lê trận vương ban cho hắn nếu nói kỳ lân vương giáp phòng ngự rất cường như vậy cổ trận bàn liền có lực công kích vô tận có thể bố trí ra linh trận vương phẩm cường đại coi như là đối mặt vương giả hắn cũng có thể chống lại nhưng mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm đối mặt khương tư nam linh trận vương phẩm lại mất đi hiệu lực Ta không tin ngươi có thể chống lại linh trận vương phẩm, thiên kiếp lôi kiếm trận, cửu dương kim kiếm trận, giết cho ta. Trọng sơn gào thét một tiếng, pháp lực toàn thân đưa vào trong cổ trận bàn, lập tức liền điều động trận pháp cường đại nhất mà mình có thể bố trí. Chỉ thấy trong hư không lôi quan lập lòe, cửu dương ngang trời mà đến, kim sắc kiếm khí bao phủ, lóe ra sát cơ khủng bố, muốn triệt để phai mờ Khương Tư Nam. Nhưng mà Khương Tư Nam vẫn như cũ không quan tâm, ở trong đại trận tung hoành, nguyên thần lực ở trên trận bàn tìm kiếm nguyên thần ấn ký của trọng sơn, sau một khắc sắc mặt hắn vui vẻ. Đã tìm được. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam bắn ra hai đạo kim quang, thuần dương ngọc hoàng thần quang phát động, trực tiếp chém vết nguyên thần ấn ký của trọng sơn ở lại trên cổ trận bàn, sau đó nhanh chóng thu cổ trận bàn vào. Phốc. Xa xa sắc mặt trọng sơn trắng bệt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi vẻ mặt hắn khó có thể tin nhìn chầm chầm vào Khương Tư Nam, điên cuồng hét lên nói. Ngươi làm sao có thể tìm được nguyên thần ấn ký của ta? Trả trận bàn lại cho ta, ta muốn ngươi chết a a a. Trọng Sơn cơ hồ muốn điên cuồng, cổ trận bàn này có thể nói là bảo vật trân quý nhất trên người hắn, so với kỳ lân vương giáp còn muốn trân quý, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần cổ trận bàn vừa ra, có thể trực tiếp diệt sát Khương Tư Nam. Nhưng mà nghìn tính vạn tính, hắn thật không ngờ khương tư nam lại dám đánh chủ ý cổ trận bàn hôm nay cổ trận bàn triệt để thành vật trong tay khương tư nam oanh trọng sơn cơ hồ là điên cuồng pháp lực toàn thân bộc phát ra điên cuồng đánh về phía khương tư nam ngũ hành thiên hỏa chưởng kim cương lôi ấn trọng sơn cũng tu luyện vài loại thần thông đỉnh cấp cường đại hôm nay bộc phát ra cũng cực kỳ khủng bố mỗi một chưởng đều chí dương chí cương chất chứa thiên địa lôi hỏa chi lực lôi quan tung hoành muốn triệt để diệt sát Khương Tư Nam. Trọng Sơn, hiện tại đổi cho ngươi đến nếm thử lực lượng chính thức của cổ trận bàn A. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, cổ trận bàn lập tức bị nguyên thần của hắn luyện hóa một bộ phận, xuất hiện ở trong hư không, ầm ầm tản mát ra lực lượng cổ xưa mênh mông. Một linh trận vương phẩm cường đại hiện ra, bao phủ ở trên hư không thuần dương đang trì, trực tiếp giam cầm Trọng Sơn lại. Thần thông cường đại của Trọng Sơn kích ở trên linh trận vương phẩm, giống như trâu đất xuống biển không tin tức, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, mà linh trận vương phẩm bộc phát ra lôi quang vô tận, âm âm nghiền ép về phía trọng sơn. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện hóa được cổ trận bàn? Điều đó không có khả năng. Trọng sơn liên tục gào thét, thần sắc trên mặt như gặp quỷ rồi, nhưng mà hắn căn bản không kịp nói thêm cái gì, liền xa vào trong linh trận vương phẩm. Trọng Sơn coi như là một trận pháp tông sư, nhưng mà trước mặt là linh trận vương phẩm, hơn nữa là phù văn thần trận thời kỳ thượng cổ, cùng trận đạo hiện tại là hai loại hệ thống, trọng sơn tự nhiên không cách nào thoát thân. Cái trận bàn này tên là thiên cơ trận bàn sao? Quả nhiên không hổ là thượng cổ trận bàn, chỉ có ở trong tay ta mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Trong ánh mắt của Khương Tư Năm lộ ra một tia kích động. Thiên cơ trận bàn này chính là chí bảo trận đạo thời kỳ thượng cổ, cách dùng của Trọng Sơn chỉ có thể thôi phát ra vài đạo linh trận vương phẩm đơn giản nhất trong đó nhưng mà Khương Tư Nam không giống hắn tìm hiểu hơn vạn phù văn cổ tự những phù văn cổ tự này giống như là chìa khóa có thể mở ra lực lượng của thiên cơ trận bàn hôm nay cảnh giới của Khương Tư Nam còn không đạt đến trận vương nhưng mà lợi dụng thiên cơ trận bàn này nhưng có thể bố trí ra linh trận vương phẩm cường đại hơn nữa trận vương kinh khủng nhất là không sợ quần chiến cùng vây công lực công kích của linh trận vương phẩm vô tận, lực phòng ngự cường đại, đến lúc đó Khương Tư Nam có thể lợi dụng thiên cơ trận bàn, bố trí đại trận công kích, đại trận phòng ngự, đại trận giam cầm, có thể nói đây là ác chủ bài hắn có thể chống lại vương giả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Khương Tư Nam chứng kiến cổ trận bàn, liền vô cùng kích động. Đã có thiên cơ trận bàn này, ta chẳng những có thể chống lại vương giả, thậm chí có thể giết. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam tinh mang lập lòe, lộ ra tự tin cường đại hôm nay khương tư năm có hai ác chủ bài chống lại vương giả một là kiếm vương khôi lỗi hai là thiên cơ trận bàn kiếm vương khôi lỗi cần thuần dương đang khổng lồ chèo chống coi như là một thuần dương linh mạch với tư cách năng lượng hạch tâm cũng kéo không được quá lâu chỉ có thể dùng ở lúc nguy cấp mà thiên cơ trận bàn lại có thể liên tục sử dụng chỉ cần pháp lực của khương tư năm đầy đủ có thể một mực sử dụng đối với khương tư năm mà nói coi như là một trăm kiện, một ngàn kiện linh khí vương phẩm, cũng kém thiên cơ trận bàn này. Rầm rầm rầm. Linh trận vương phẩm ở trên hư không, là thiên kiếp lôi kiếm trận vừa rồi trọng sơn đối phó Khương Tư Nam, lôi mang mãnh liệt, hóa thành thần kiếm khủng bố, một mực trói buộc trọng sơn ở trong đại trận. Dùng lực lượng của Khương Tư Nam hôm nay, căn bản không cách nào công phá phòng ngự của kỳ lân vương giáp, nhưng mà chỉ cần pháp lực của trọng sơn bị hao hết, lập tức sẽ trở thành dê đợi làm thịt, bởi vậy khương tư nam là muốn dùng linh trận vương phẩm mài chết trọng sơn dù sao pháp lực bản thân khương tư nam mênh mông vô tận coi như là vương giả cũng không có pháp lực thâm hậu như hắn một chút cũng không lo lắng pháp lực không đủ khống chế được thiên cơ trận bàn khương huynh đệ nguyên lai ngươi là khương tư nam trọng sơn này lợi hại như thế ác chủ bài nhiều như vậy cũng bị ngươi vây khốn lão hùng ta thật sự là đối với ngươi bội phục đầu rạp xuống đất trong ánh mắt hùng bá thiên lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Hắn ở một bên cơ hồ xem choán ván, nguyên lai tưởng rằng Khương Tư Nam này cùng mình chết chắc rồi, không nghĩ tới trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, trọng sơn biến thành cá trong chậu. Hùng đại ca, đợi lát nữa ta bắt lấy lão gia hỏa trọng sơn này, liền để cho hắn xóa đi nguyên thần ấn ký trên khốn tiên tác, thả ngươi đi ra. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Trọng sơn ở trong đại trận liên tục gào thét, hùng hùng hổ hổ, nhưng đến phía sau liền bắt đầu truyền ra thanh âm cầu xin tha thứ, sau đó thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, thời gian dần qua liền yên lặng xuống. Khương Tư Nam đoán chừng pháp lực của Trọng Sơn có lẽ đã tiêu hao hết, liền thu thiên cơ trận bàn, Trọng Sơn từ trong hư không trùng trùng điệp điệp ngã xuống, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Tuy bề ngoài hắn thoạt nhìn không có việc gì, nhưng đó là bởi vì Kỳ Lân Vương Giáp, coi như là linh trận vương phẩm cũng không có cách nào công phá Kỳ Lân Vương Giáp phòng ngự sắc mặt trọng sơn trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trực tiếp ngất đi. Khương Tư Nam ở trong hư không ngưng kết ra một đoàn băng hàng chi thủy, tưới vào trên đầu trọng sơn, toàn thân trọng sơn kích linh, lập tức liền tỉnh lại. Khương Tư Nam, thức thời ngươi liền ngoan ngoãn thả ta, bằng không đợi ca ca ta đến, ngươi nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Trọng Sơn vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Ba, Khương Tư Nam một cái tác liền phiến tới, trực tiếp quất bay Trọng Sơn. Sau đó hắn đi nhanh tới, một cước dẫm trên mặt Trọng Sơn. Lão già kia, ngươi rất hung hăng càng quấy a? À. Xem ra vừa rồi chịu khổ còn chưa đủ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Khương Tư Nam lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Toàn thân Trọng Sơn khẽ run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn phát hiện Khương Tư Nam đã sớm ở chung quanh bố trí xuống một tầng trận pháp ngăn cách coi như là linh phụ truyền tin của hắn cũng phát không ra. Hắn đã triệt triệt để để trở thành dê đợi làm thịt. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Ngữ khí của trọng sơn rốt cục nhũng ra. Này mới đúng nha. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng. Con mắt của trọng sơn lập tức sáng ngời, hắn vốn cho là mình chết chắc rồi, nhưng nhìn ngữ khí của Khương Tư Nam, mình còn có cơ hội sống sót hắn vội vàng gật đầu nói ta phối hợp ta nhất định phối hợp khương thiếu gia ngươi anh tài ngút trời vô cùng yêu nghiệt cũng đừng có chấp nhặt với ta a à, coi ta là cái rắm trực tiếp thả a à. trọng sơn này cũng lưu manh trực tiếp lên tiếng cầu xin tha thứ trước tiên giải khổn yêu tác trên người hùng đại ca sau đó xóa nguyên thần ấn ký trên đó khương tư năm nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói trọng sơn vội vàng gật đầu tâm niệm vừa động khổn yêu tác trên người hùng bá thiên giống như một đạo kim xà trực tiếp bay tới trọng sơn xóa đi nguyên thần ấn ký của mình cung kính đưa cho khương tư nam khương thiếu gia còn có gì phân phó không trên mặt trọng sơn tràn đầy nịnh nọt không dám có một tia bất mãn khương tư nam nhận lấy khổn yêu tác nhìn kỹ một chút phát hiện này là một kiện linh khí chuẩn vương phẩm bất quá chất liệu cực kỳ cứng rắn hình như là dùng gân yêu thú nào đó luyện chế thành hắn tiện tay ném cho hùng bá thiên hùng đại ca lão tiểu tử này trói ngươi thời gian dài như vậy cái khổn yêu tác này liền tặng cho ngươi coi như đền bù tổn thất hùng bá thiên sững sờ lập tức vui mừng quá đổi, đây chính là một kiện linh khí chuẩn vương phẩm a hắn ở đâu bái kiến bảo bối tốt như vậy liền nhận lấy nhìn khương tư nam cảm kích cười sau đó luyện hóa khổn yêu tác khương tư nam tùy ý liếc nhìn trọng sơn nói ngươi nói một chút ngươi là làm sao phát hiện thuần dương đang trì này đây mới là vấn đề khương tư nam nhất chú ý hắn ý định ở đây bế quan tu luyện nếu có người có thể đơn giản phát hiện vậy nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái trọng sơn vội vàng nói khương thiếu gia cũng không phải ta phát hiện thuần dương chi địa này mà là vì ta vốn ở trong tông bế quan thẳng đến mấy ngày trước đây nghe nói thượng cổ di tích mở ra ta mới đến thử thời vận không nghĩ tới vừa tiến vào đã bị truyền tống đến nơi này khương tư nam lập tức im lặng lại là một gia hỏa vận khí tốt. Vậy Trọng Lê Trận Vương có tới không? Trọng Sơn cẩn thận nhìn Khương Tư Nam nói, "Hắn tự nhiên là đến, đã đi hạch tâm chi địa của Tinh Tuyệt Cổ Thành, Khương thiếu gia, nếu ngươi có thể bảo chứng tha ta một mạng, ta cho ngươi biết một thiên đại bí mật." Trọng Sơn cắn răng một cái, trực tiếp nói, "Chủ yếu vẫn là Khương Tư Nam hung danh quá thịnh, hắn sợ Khương Tư Nam sau khi hỏi xong liền trực tiếp giết hắn." "A, à, thiên đại bí mật" Khương Tư Nam có chút nghiền ngẫm nhìn Trọng Sơn, để cho hắn có chút sợn hết cả gai ốc. Thật là thiên đại bí mật, liên quan đến hạch tâm chi địa của tinh tuyệt cổ thành, chỉ cần phát thiên đạo thệ ngôn, thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trọng Sơn vội vàng nói. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. A, à, bí mật về tinh tuyệt cổ thành sao? Tốt. Ngươi lưu lại trữ vật giới chỉ trên người, xóa ấn ký trên kỳ lân vương giáp, nói cho ta biết bí mật này, ta sẽ tha ngươi đi cái gì vẻ mặt trọng sơn đau lòng trữ vật giới chỉ của hắn thì cũng thôi nhưng mà kỳ lân vương giáp là bảo bối tốt coi như là ở trong ngũ hành thánh tông cũng không có bao nhiêu nếu không phải trọng lê trận vương rất sủng ái hắn làm sao có thể cho hắn bảo vật trân quý như thế nhưng mà hôm nay tình thế sau người cường khi hắn chứng kiến ánh mắt của khương tư nam sáng quắc lập tức liền yên lặng hắn cắn răng một cái nói tốt Ngươi trước phát thiên đạo thệ ngôn đi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, bắn ra một giọt huyết dịch, sau đó nói với hư không. Khương Tư Nam ta, dùng danh nghĩa thiên đạo thề, chỉ cần trọng sơn cho ta tất cả bảo vật trên người, hơn nữa nói cho ta biết bí mật về tinh tuyệt cổ thành, ta liền tha hắn. Theo hắn nói xong, trong hư không phản phất như có đáp lại nào đó, một giọt huyết dịch của hắn hóa thành phù văn kỳ dị dung nhập vào trong hư không thiên đạo thệ ngôn chính là tu chân giả dùng danh nghĩa thiên đạo thề nhất định phải tuân thủ nếu dám vi phạm nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma cả đời không được tiến thêm nặng thì bị thiên đạo đánh xuống thần phạt hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh trọng sơn chứng kiến khương tư nam xác thực phát thiên đạo thệ ngôn lúc này mới có chút yên lòng đau lòng lấy súng trữ vật giới chỉ hơn nữa xóa ấn ký trên kỳ lân vương giáp đưa cho khương tư nam bây giờ nói a à. trọng sơn hít sâu một hơi trong lòng của hắn đã đối với Khương Tư Nam hận đến cực hạn, âm thầm quyết định chỉ cần vừa ly khai nơi đây, liền tìm đại ca của mình trọng Lê Trận Vương, nhất định phải giết Khương Tư Nam, đến lúc đó đồ đạc của mình hắn một phần không ít tất cả phải nhổ ra. Trọng Sơn chậm rãi nói. Bí mật này là ta trong lúc vô tình nghe đại ca ta trọng Lê Trận Vương cùng trưởng giáo chân nhân nói chuyện biết đến, nguyên lai tinh tuyệt cổ thành này chính là hơn một vạn năm trước cường giả hoàng kim tộc kiến tạo, sau khi hoàng kim chí tôn chết, tinh tuyệt cổ thành liền bị phong ấn, cho tới bây giờ mới xuất thế. Hơn nữa ngươi cho rằng tinh tuyệt cổ thành này là tự mình xuất thế sao? Căn bản không phải, trưởng giáo chân nhân cùng đại ca ta hoài nghi là cường giả hoàng kim tộc âm thầm tác động, bởi vì hôm nay trong ma tộc tam đại hoàng tộc, ám ma tộc trải qua sự tình thần ma cổ chiến trường, cường giả trong tộc cơ hộ đều bị lưu đầy, còn lại cũng không tạo nên đại tác dụng gì, huyết ma tộc đã sớm biến mất, chỉ có hoàng kim tộc mới là hoàng tộc hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, Hoàng Kim tộc chiến lực cường đại nhất, được xưng là thần tộc của chư thiên vạn giới, sở dĩ bọn hắn ở sau thần ma cổ chiến trường, còn không có cùng nhân tộc ta phát sinh đại chiến, là bởi vì sự tình tinh tuyệt cổ thành. Trọng Sơn dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra một tiên ngưng trọng nói: Bởi vì trong tinh tuyệt cổ thành này, không chỉ có thiên tài địa bảo của Hoàng Kim tộc vạn năm trước lưu lại, các loại linh đan linh khí, càng có truyền thừa của Hoàng Kim chí tôn. Cái gì? hoàng kim chí tôn lưu lại truyền thừa khương tư nam cũng biến sắc trong lòng rung mạnh hoàng kim chí tôn là người nào đây chính là người mạnh nhất chư thiên vạn giới nếu như không phải vạn năm trước xâm lấn chân cương giới chỉ sợ sớm đã phi thăng tiên giới rồi nhưng mà không nghĩ tới sau khi hoàng kim chí tôn chết vậy mà để lại truyền thừa ở trong tinh tuyệt cổ thành đúng vậy là hoàng kim chí tôn lưu lại truyền thừa đây cũng là mục đích của hoàng kim tộc nếu hoàng kim tộc thật sự nhận được hoàng kim chí tôn truyền thừa vậy đối với chân cương giới ta mà nói cũng là một đại tai nạn khương tư năm nhẹ gật đầu xác thực như thế đây chính là một cường giả chí tôn truyền thừa đủ để cho hoàng kim tộc cường đại đến làm cho cả chân cương giới rung động cái này là đại bí mật ngươi nói sao bất quá giống như với ta mà nói không có chỗ tốt gì a à? ánh mắt của khương tư năm lóe lên giống như cười mà không phải cười nhìn trọng sơn nói trong nội tâm trọng sơn nhảy dựng vội vàng nói sao sẽ không có lợi hoàng kim chí tôn này truyền thừa không phải là chỗ tốt sao ngươi nghĩ a à, nếu ngươi có thể có được hoàng kim chí tôn truyền thừa vậy thành tựu chí tôn thậm chí là vũ hóa phi tiên cũng ở trong tầm tay ngũ hành thánh tông ta đã có rất nhiều đệ tử chuẩn bị đi cướp lấy truyền thừa rồi truyền thừa ngay ở hạch tâm chi địa bởi vậy tất cả vương giả đều đi nơi đó khương tư nam từ chối cho ý kiến nói nói xong chưa? Nói giỡn, nếu Hoàng Kim Chí Tôn lưu lại truyền thừa, vậy khẳng định là cho người Hoàng Kim tộc, nói không chừng có huyết mạch hạn chế, nếu nhân tộc dám đánh chủ ý khẳng định chết cũng không biết chết như thế nào. Ta đây có thể đi chưa? Trọng Sơn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Oanh! Đáp lại hắn chính là một quyền, Khương Tư Nam Oanh lên đan điền Trọng Sơn một quyền, trực tiếp đánh nát đan điền của hắn, Trọng Sơn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp quẳng ra ngoài. Khương Tư Nam Ngươi Ngươi không giữ lời hứa Cũng dám vi phạm thiên đạo thệ ngôn Ngươi nhất định sẽ chết không yên lành Trong ánh mắt trọng sơn hiện lên một tiêu oán độc Nhìn chầm chầm vào Khương Tư Nam giận dữ hét Ta là đáp ứng buông tha ngươi Nhưng mà không có nghĩa là ta không thể động thủ với ngươi Hiện tại tốt rồi Ngươi có thể lăn Khương Tư Nam lơ để nói Phốc Trọng Sơn lại phun ra một ngụm máu, oán hận nhìn tưởng Tư Nam, không nói một lời đi ra ngoài. Trong lòng của hắn đã nảy sinh ác độc, đến lúc đó đại ca của mình đến, nhất định phải khương tư nam tra tấn ngàn vạn lần, lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nhìn Trọng Sơn thất tha thất thểu đi ra ngoài, Hùng Bá Thiên nói với Khương Tư Nam. "Khương huynh đệ, cứ như vậy thả hắn đi sao? Nếu hắn mang theo người ngũ hành thánh tông tới nơi này, đối với chúng ta mà nói là đại phiền toái." Tuy Hùng Bá Thiên là yêu tộc nhưng mà cũng biết đạo lý thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Tự nhiên không có khả năng để cho hắn cứ như vậy đi, cái này còn cần hùng đại ca ngươi ra tay a. À. Khương Tư Nam mỉm cười nói. Dựa theo thiên đạo thệ ngôn yêu cầu, ta đã thả hắn, nhưng mà nếu hắn ở trên nửa đường bị yêu thú gì ăn, vậy thì không liên quan gì tới ta đi à nha. Khương Tư Năm nhìn Hùng Bá Thiên, Hùng Bá Thiên sững sờ, lập tức hiểu ra, hắn nhếch miệng cười nói. Khương Huynh để yên tâm, lão gia hỏa này tra tấn ta lâu như vậy, hôm nay liền để cho ta tiễn đưa hắn quy thiên. Nói xong, Hùng Bá Thiên trực tiếp đi theo. Khương Tư Năm nhìn Thuần Dương đang trì trước mắt, phương viên vài chục trượng, mờ mịt lấy linh quan màu ngà sữa, một cổ khí tức thánh khiết đập vào mặt, để cho người nghe thấy tinh thần đại chấn. Tinh tuyệt cổ thành này là hơn một vạn năm trước hoàng kim tộc sở kiến, như vậy hai nơi Thuần Dương chi địa cũng có thể là bọn hắn lưu lại. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia suy tư, nếu thật nói như vậy, vậy Hoàng Kim tộc thật đúng là đại thủ bút. Hắn tin tưởng, ở trong tinh tuyệt cổ thành chính thức, thuần dương đang trì như vậy chỉ sợ là số lượng không ít. Chân Cương giới tất cả đại tông môn đã tuyệt tích thuần dương đang trì, trong tinh tuyệt cổ thành dĩ nhiên có nhiều như vậy, vậy nói rõ nội tình của Hoàng Kim tộc rất không tầm thường, một khi bị bọn hắn đạt được Hoàng Kim chí tôn truyền thừa, như vậy toàn bộ chân cương giới liền nguy hiểm tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được hoàng kim chí tôn truyền thừa, cùng lắm thì hủy nó. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam Hàng mang lập lòe, trong lòng của hắn cũng sinh ra một cảm giác gấp gáp, nếu hoàng kim tộc lần nữa cùng nhân tộc, yêu tộc đại chiến, vậy thân nhân hảo hữu của mình cũng tránh không được bị liên lụy. Ở trong yêu ma tam đại hoàng tộc, kỳ thật cường đại cùng thần bí nhất đúng là hoàng kim tộc, số lần bọn hắn ra tay cực nhỏ, nhưng mà mỗi một lần ra tay sẽ dùng thế xét đánh lôi đình chém giết đối thủ, người bình thường căn bản kiến thức không đến thủ đoạn của bọn hắn. Tuy huyết ma tộc cùng ám ma tộc cũng rất mạnh, nhưng đều là vùng trọng loay hoay quỷ kế, huyết ma tộc hút máu, ám ma tộc đoạt hồn, nếu chính diện chống đỡ, đối với thủ đoạn của bọn hắn có đề phòng, huyết ma tộc cùng ám ma tộc là không khó chém giết. Bất kể như thế nào, vẫn là tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Khương Tư Nam biết rõ, hôm nay tuy mình đã có ác chủ bài chống lại vương giả có kiếm vương khôi lỗi cùng thiên cơ trận bàn nhưng mà đây chẳng qua là ngoại lực cũng không phải lực lượng bản thân mình chỉ có thực lực của bản thân mình mới là đáng tin cậy nhất đã có nhiều thuần dương đang như vậy khương tư nam chuẩn bị nhất cổ tác khí tăng tu vi lên tới thông thiên cảnh đỉnh phong khương tư nam chậm rãi đi vào trong thuần dương đang trì thời điểm quanh thân hắn gặp được thuần dương chi khí đều hoang hô lên lỗ chân lông toàn thân giãn ra bắt đầu ở dưới thuần dương chi khí tẩm bổ tiến hành lột xác. Rầm rì, rầm rì. Hoàng Nhi cũng tỉnh lại, bị khí tức thuần dương đang trì hấp dẫn, từ trong ngực Khương Tư Nam chui ra, vừa nhìn thấy thuần dương đang trì trước mắt, ánh mắt linh động tỏa ánh sáng, trực tiếp vỗ cánh, rơi vào trong thuần dương đang trì. Ô! Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia kinh ngạc, hắn phát hiện quanh thân Hoàng Nhi lưu động lấy một tầng xích hà, phản phất như có một loại công pháp huyền diệu vận hành, như là một trái tim, phun ra nuốt vào thuần dương chi khí, hấp thu thiên địa tinh hoa, hơn nữa khí tức của Hoàng Nhi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Thực biến thái Khương Tư Nam có chút im lặng, lúc này mới một lát, khí tức của Hoàng Nhi liền từ anh thiên cảnh sơ kỳ trực tiếp đạt đến anh thiên cảnh trung kỳ, loại tốc độ tăng lên này ngay cả hắn cũng xem thế là đủ rồi. Rầm rì, rầm rì. Hoàng Nhi phản phất như nghe được Khương Tư Nam nói, ngẩng đầu lên đắc ý nhìn hắn một cái, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Một người một chim, bắt đầu ở trong thuần dương đang trì tiến hành tu luyện. Cũng không lâu lắm, hùng bá thiên trở lại, con hát hùng tinh này cũng có chút khôn khéo, cũng không có trực tiếp giết trọng sơn, mà theo chân hắn bay mấy vạn dặm, sau đó đánh bất tỉnh trọng sơn, ném vào trong miệng một con yêu thú. Hôm nay trọng sơn, đề đệ, đệ của trọng lê trận vương, cứ như vậy bị khuất trở thành lương thực của yêu thú. Hùng Bá Thiên cũng không có tiến vào trong thuần dương đang trì tu luyện, hôm nay hắn đã đạt đến nửa bước yêu vương, pháp lực trong cơ thể bảo hòa, duy nhất cần đúng là tích lũy, không ngừng tìm hiểu lĩnh vực chi lực, tìm kiếm con đường tấn chức vương thiên cảnh. Con đường này rất gian nan, không biết ngăn chết bao nhiêu cường giả kinh tài tuyệt diễm, Hùng Bá Thiên cũng biết điểm này, cho nên cũng không nóng nảy, một bên tu luyện một bên thay Khương Tư Nam hộ pháp. Mà thời điểm Khương Tư Nam sa vào tu luyện, ở chỗ sâu nhất trong di tích, một thành trì giống như thiên cung, ẩn núp ở giữa thiên địa, quỳnh lâu ngọc vũ, điêu lan ngọc triệt, kim quan lượng lờ, khí lạnh bốc hơi, bao la hùng vĩ. Mà ở trung ương thành trì, đứng vững một cửa đá phong cách cổ xưa, khắc lấy rất nhiều pháp trận phù văn huyền ảo, cực kỳ thần bí bất phàm. Trọng Lê Trận Vương ngồi xếp bằng ở trước cửa đá đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt nổ bắn hai đạo sát cơ khủng bố đến mức tận cùng. Là ai giết đệ đệ của ta? Là ai? Ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột da, nguyên thần bị cửu u chi hỏa đốt vạn năm, ta muốn cho cửu tộc ngươi chết hết, a a a. Giờ phút này trọng lê trận vương giống như điên cuồng, trong ánh mắt phẫn nộ tạo thành hỏa diễm, phản phất như nhiên cửu thiên chi thủy cũng khó có thể rửa sạch cừu hận trong lòng hắn. Hắn vừa rồi cảm giác được, nguyên thần ngọc bài của đệ đệ mình vậy mà trực tiếp vỡ vụn điều này nói rõ đệ đệ của hắn nhất định là đã chết ở trong thượng cổ di tích trọng lê sư huynh không thể vừa lúc đó một vị vương giả của ngũ hành thánh tông vội vàng đi đến trước mặt hắn trọng lê sư huynh vẫn là mở ra hoàng kim chí tôn truyền thừa quan trọng hơn chuyện khác đều trước buông nếu bây giờ ngươi dừng tay chúng ta liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ a à? thái thượng trưởng lão của ngũ hành thánh tông lo lắng khuyên đúng vậy trọng lê trận vương ngươi là mấu chốt mở ra hoàng kim chí tôn truyền thừa những phù văn thần trận này chỉ có ngươi mới có thế bài trừ ngoại trừ người ngũ hành thánh tông ở trước cửa đá còn có rất nhiều người của tông môn khác nhật nguyệt thần giáo huyết ma tông yêu thần cung đến tất cả đều là vương giả cả đám khí tức cường đại uyển như thiên thần bọn họ đều là ngũ hành thánh tông mời đến đã được biết manh mối của hoàng kim chí tôn tìm được cửa đá này cho rằng chỗ này là hoàng kim chí tôn truyền thừa nhưng mà trên cửa đá phù văn cổ trận quá lợi hại, chỉ có trọng lê trận vương mới có thể phá vỡ. Trọng lê trận vương cũng hít sâu một hơi, ánh mắt sát cơ đầm đặc như trước, thanh âm hắn lạnh lùng nói. Yên tâm, ta biết rõ tầm quan trọng mở ra truyền thừa chi địa, chờ ta phá vỡ trận pháp nơi đây, ta nhất định phải tìm ra hung thủ giết đệ đệ của ta, cửu thiên thập địa ai cũng cứu không được hắn. Trọng lê trận vương hừ lạnh một tiếng, đè xuống sát cơ trong lòng, bắt đầu tiếp tục phá giải trận pháp. Mà trong lòng của hắn lại cười lạnh, đệ đệ của mình có kỳ lân vương giáp, lại có thiên cơ trận bàn, có thể giết hắn chỉ có vương giả, trong tinh tuyệt cổ thành này vương giả chỉ có bấy nhiêu, ở tại chỗ này khẳng định có thể bài trừ, vậy còn lại cũng rất dễ tìm. Chỉ cần phát hiện khí tức của kỳ lân vương giáp cùng thiên cơ trận bàn là có thể tìm được hung thủ sát hại đệ đệ mình. Các vương giả còn lại, trong nội tâm đều khẽ rung lên, Trọng lê trận Vương này sát tính thật nặng a, à, cổ sát cơ kia cơ hồ muốn hủy diệt Thương Khung. Ngoài trừ mấy vương giả cùng hắn tương đương mặt không đổi sắc, những người khác trong ánh mắt đều lộ ra một tia kiên kỵ. Khương Tư Nam ở trong Thuần Dương đang trì tu luyện, đồng thời luyện hóa thiên cơ trận bàn. Theo hắn luyện hóa càng nhiều, hắn càng cảm giác thiên cơ trận bàn thần bí, phản phất như có một loại lực lượng khủng bố bị phong ấn. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay cũng không quá đáng là có thể thúc giục lực lượng của Linh trận Vương phẩm. Hơn 10 ngày sau, Khương Tư Nam từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, tu vi của hắn đã đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, mà không gian huyệt khiếu trong cơ thể, càng đạt đến 7 vạn 2 ngàn. Cách tạo hóa thể viên mãn, 12 vạn 9.600 không gian huyệt khiếu càng ngày càng gần, trong nội tâm Khương Tư Nam ẩn ẩn suy đoán, đợi đến lúc tạo hóa thể viên mãn, mình tất nhiên sẽ phát sinh một lần lột xác cường đại. Thuần Dương đang ở đây, cơ hồ đều bị Khương Tư Nam cùng Hoàng Nhi tiêu hao hết, ngay cả Hoàng Nhi cũng đạt tới thông thiên cảnh. Hơn 10 ngày, vượt qua một đại cảnh giới, loại tốc độ này coi như là Khương Tư Nam cũng âm thầm tắc lưu ở. Trừ lần đó ra, nguyên thần của Long Hoàng cũng hấp thu đại lượng thuần dương chi khí, đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Phần bụng của Long Hoàng vốn có năm long trảo, nhưng mà hôm nay long trảo thứ sáu cũng sắp dài ra rồi. Cạt cạt, Tư Nam tiểu tử, ta có dự cảm, chờ ngươi đột phá đến vương giả, mở ra hồng mông tạo hóa tháp tầng thứ bảy hấp thu âm chi bản nguyên đến lúc đó âm dương giao thái long hổ chung tế huyết mạch của lão tử nhất định có thể đạt tới sáu trảo ha 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 đây chính là dưới chân tiên huyết mạch long tộc mạnh nhất a thậm chí có chút chân long phi tiên cũng không quá đáng là sáu trảo long hoàng không ngừng vỗ đầu của mình lộ ra cực kỳ hưng phấn trong long nhãn tràn đầy thần sắc kích động khương tư nam cũng mỉm cười trong ánh mắt lộ ra tự tin cường đại nói long hoàng tiền bối yên tâm ngày đó rất nhanh sẽ đã đến chúng ta đi tinh tuyệt cổ thành nhìn một chút nhìn xem cái gọi là hoàng kim chí tôn truyền thừa như thế nào khương tư nam từ trong thuần dương đang trị phóng người lên gọi hùng bá thiên thoáng một phát cùng nhau bay ra hang động trong ánh mắt hùng bá thiên lộ ra một tia cổ quái ở hắn xem ra một ao thuần dương đang kia đủ người khác trực tiếp tu luyện tới vương thiên cảnh rồi nhưng mà khương tư nam mới bất quá tăng lên một tiểu cảnh giới nếu nói Khương Tư Nam tư chất kém, nhưng mà hắn chỉ có tu vi thông thiên cảnh, có thể bộc phát ra chiến lực vương giả, quả thực là vô cùng nghịch thiên. Hùng Bá Thiên nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, dứt khoát liền không suy nghĩ nữa. Đi ra mặt đất, Khương Tư Nam nhìn thoáng qua Hùng Bá Thiên cười nói. Hùng Đại ca, ta chuẩn bị đi tinh tuyệt cổ thành nhìn một chút, ngươi có tính toán gì không? Hùng Bá Thiên nhếch miệng cười nói. Khương Huynh Đệ, lão hùng ta là yêu tộc tán tu, vô khiên vô quải, ta nguyện ý đi theo khương huynh đệ ngươi, đi tinh tuyệt cổ thành một lần. Tuy hùng bá thiên chất phát, nhưng cũng không ngốc, hôm nay khương tư nam danh chấn toàn bộ chân cương giới, hơn nữa là đệ tử của đại la thiên tông thiên cơ trận vương, tương lai cũng nhất định là chí cường vương giả, thậm chí đi xa hơn. Mà mình một người tu luyện, đời này cũng không nhất định có thể đột phá đến vương thiên cảnh, không bằng ông chặt khương tư nam còn có thể có một đường cơ hội. Khương Tư Nam tự nhiên cũng minh bạch tâm tư của Hùng Bá Thiên, trong lòng cũng có chút ý động, tuy Hùng Bá Thiên này là tán tu, nhưng mà tư chất bất phàm, tương lai càng có khả năng đột phá đến yêu vương, hảo hảo bồi dưỡng thoáng một phát, coi như là một trợ lực. Hùng đại ca, ngươi đã nguyện ý đi theo ta, vậy tiểu đệ ta liền không làm kiêu, vài món linh khí này ngươi trước nhận lấy, chúng ta cùng đi sông Sáo Tinh Tuyệt cổ thành. Khương Tư Nam mỉm cười, vung tay lên, trong hư không xuất hiện hai kiện linh khí hào quang lập lòe, một kiện chiến giáp màu đen, một thanh lan nha bổng, vậy mà tất cả đều là linh khí chuẩn vương phẩm. Những cái này đều là bảo vật Khương Tư Nam lấy được, hôm nay Hùng Bá Thiên đã đi theo mình, tự nhiên hắn cũng sẽ không keo kiệt. Ánh mắt Hùng Bá Thiên chấn động, lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn cùng cảm kích, nói Đa tạ thiếu gia Đã đi theo Khương Tư Nam, hắn cũng lập tức thay đổi xưng hô sau đó hùng bá thiên xoa xoa tay vẻ mặt cười ngây ngô nhận lấy hai kiện linh khí như nhặt được chí bảo vội vàng thu vào trong cơ thể luyện hóa hùng bá thiên nghĩ đến mình trước kia lăn lộn quả thực là khóc không ra nước mắt muốn đạt được một kiện linh khí thất bát phẩm cũng cực kỳ gian nan chớ đừng nói chi là linh khí chuẩn vương phẩm mà khương tư nam vừa ra tay liền là hai kiện linh khí chuẩn vương phẩm cộng thêm khổn yêu tác là ba kiện so với nửa bước vương giả bình thường còn muốn lợi hại. Hùng bá thiên mặc chiến giáp màu đen, uy phong lẫm lẫm, cầm trong tay một thanh lan nha bổng, trên lưng cuốn lấy khổng yêu tác kim sắc, thoạt nhìn có chút hùng tráng. Hai người cùng một chỗ bay về phía tinh tuyệt cổ thành. Rầm rì, rầm rì. Hình thể hoàng nhi không có thay đổi gì, vẫn lớn cỡ lòng bài tay, nhưng mà cánh chim toàn thân càng tươi đẹp, tự như một đoàn hỏa diễm lưu động, tinh xảo sáng chói ánh mắt của nó rất linh động, chấp lấy tiểu sĩ, rơi vào trên đỉnh đầu Khương Tư Nam, hiếu kỳ trong xem bốn phía thế nào. Tuy Khương Tư Nam suy đoán Hoàng Nhi lai lịch không đơn giản, nhưng mà cũng không có đa tưởng, chỉ coi nó trở thành tiểu hài tử sủng ái. Bên ngoài tinh tuyệt cổ thành, trong vòng nghìn dặm, tất cả đều là ngọn núi cao ngất, cổ thụ che trời, có rất nhiều người ở chỗ này tầm bảo, hơn nữa thời khắc trình diễn lấy tràng cảnh sát nhân đoạt bảo, đổ máu chém giết. Khương Tư Nam ở trên hư không phi hành, chân mày hơi nhíu lại, nhưng mà không có xen vào việc của người khác. Cái này là tàn khốc của tu chân giới, vì tranh đoạt một đường cơ duyên, giết chóc cùng tử vong là bình thường. Mà bởi vì hùng bá thiên tản mát ra khí tức nửa bước yêu vương, bởi vậy cũng không có cái nào không có mắt dám đến chặn đường hai người bọn họ, coi như một đường thông suốt. Cái kia chính là tinh tuyệt cổ thành sao? Ánh mắt của Khương Tư Năm lóe lên, sau khi bay qua một tòa thần nhạc, lập tức liền thấy được thành trì khổng lồ tọa lạc ở giữa thiên địa điêu lan ngọc triệt quỳnh lâu ngọc vũ mờ mịt lấy từng sợi khí lành tràn ngập hào quang kim sắc lộ ra cực kỳ bất phàm đây là một cổ thành khổng lồ liếc trong không đến giới hạn tất cả đều là tòa nhà hình tháp cao lớn cung điện nguy nga toàn thân hiện lên hoàng kim sắc như một hành cung của thiên đế bất quá tuy cổ thành mênh mông nhưng khương tư nam lại cảm nhận được một khí tức cổ xưa Phản phất như phủ đầy tuế nguyệt, từ thời kỳ thượng cổ bỏ niêm phong xuất hiện ở giữa thiên địa. Không hổ là thành trì do hoàng kim tộc kiến tạo, tinh tuyệt cổ thành. Quả nhiên là có một không hai thiên hạ. Khương Tư Nam tán tháng nói. Rầm rì, rầm rì. Hoàng Nhi giống như đồng ý nhẹ gật đầu, nhìn thành trì cổ xưa trước mắt, trong ánh mắt linh động lộ ra một tiên nghi hoặc. Thiếu gia, chúng ta nhanh đi vào tìm bảo a. À. Tinh tuyệt cổ thành này mở ra một tháng. Thứ tốt bên trong sắp bị người đoạt hết, chúng ta cũng đi a. À. Hết chương 820. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.